Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 178. Tông thủ biến sắc, trận pháp. Gã ta vừa dứt lời, tầng mây khắp bốn phía đã hội tụ thành một tấm khiên khổng lồ trên đầu mọi người. Kiếm chém xuống. Ầm. Khiên mây chấn động kịch liệt nhưng không vỡ. Bọn tông thủ vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại thấy kiếm quang thứ hai lao xuống. Ầm. Một tiếng nổ đinh tai vang lên khi khiên mây run lên bần bật rồi nứt ra. Bọn tông thủ nhìn thấy cảnh này thì xa sầm mặt. Diệp Huyên ở chân trời không ngừng vung kiếm, khiến vết rạn trên khiên mây ngày càng mở rộng. Tông thủ gầm lên, sát trận. Hàng loạt những chùm tia sáng phóng lên cao theo lời gã ta, thẳng hướng Diệp Huyên. Diệp Huyên ở chân trời khẽ động tâm niệm, kiếm thanh huyên hóa thành tấm khiên ngăn trước mặt hắn. Uỳnh uỳnh uỳnh. Tấm khiên run lên từng đợt nhưng vẫn kiên trì hứng trọn toàn bộ chùm sáng. Vẻ dữ tợn lóe lên trong mắt tông thủ, tiếp tục. Gã ta vừa dứt lời, hàng loạt những chùm tia sáng phóng lên cao, thẳng hướng Diệp Huyên. Giờ phút này, vân giới đã khởi động toàn bộ trận pháp. Ở chân trời, Diệp Huyên đứng sau khiên kiếm, mặc cho những chùm sáng mạnh mẽ kia dội vào kiếm thanh huyên. Hai bên liên tục giằng co không dứt. Dần ra, sắc mặt cường giả vân giới bắt đầu xấu đi. Những trận pháp này cần tiêu hao rất nhiều sức mạnh để khởi động, cứ tiếp tục như vậy thì vân giới sẽ không thể chịu nổi. Mà một khi không có trận pháp, ai có thể ngăn lại Diệp Huyên? Tông thủ trợn mắt chừng Diệp Huyên, hai tay siết chặt. Hốt hoảng. Gã ta thật sự đã bắt đầu hoảng loạn. Cứ tiếp tục như vậy thì vân giới sẽ không thể chịu nổi, khi ấy không ai có thể ngăn lại kiếm của Diệp Huyên. Gã ta thốt lên, dùng tất cả tài nguyên trong tông môn để duy trì trận pháp. Một cường giả đứng bên cạnh nghe lệnh lui xuống. Tông thủ lại nói với Diệp Huyên ở chân trời, ta biết ngươi không điên, ta muốn nói chuyện. Diệp Huyên không đáp lời, cứ thế đứng sau khiên kiếm. Tông thủ, Diệp Huyên, ngươi tiếp tục tấn công sẽ chỉ dẫn đến lưỡng bại câu thương. Hơn nữa, ta cho ngươi biết, tổ sư vân giới Vân Mộng Tử vẫn chưa chết, ngươi dám ra tay tuyệt tình. Chỉ thấy Diệp Huyên xoay người rời đi. Chạy ư. Tông thủ sửng sốt. Tên này bằng lòng giảng hòa. Nhưng gã nhanh chóng vứt bỏ suy nghĩ ngu ngốc này. Người vừa diệt sạch chấp pháp tông như hắn sao có thể chịu làm hòa. Một cường giả vân giới thấp giọng báo cáo, tông chủ, có rút trận pháp lại không? Sắc mặt tông thủ xấu đi trông thấy. Gã ta hiểu ra ý đồ của Diệp Huyên rồi. Hắn đang lấy lùi làm tiến. Một khi hắn rút lui thì đến lượt vân giới đối mặt với một vấn đề có nên thu hồi trận pháp hay không. Nếu không thì tiêu hao sẽ cực lớn, vân giới không thể duy trì được lâu khi tất cả trận pháp đều được khởi động, nếu có thì khi Diệp Huyên trở lại phải làm thế nào. Một khi không có trận pháp, ai có thể ngăn nổi hắn. Rút hay không? Tông thủ lúng túng. Các cường giả vân giới khác cũng biết điều này nên rơi vào im lặng. Tông thủ phóng thần thức của mình ra chân trời, sau đó biến sắc. Gã ta vẫn cảm nhận được lệ khí và sát ý. Chứng tỏ Diệp Huyên vẫn còn ở đây. Vì vậy không thể thu hồi trận pháp, bằng không Diệp Huyên chắc chắn sẽ quay trở lại, khi ấy vân giới sẽ tiêu đời. Tông thủ gằn giọng, chư vị, ta đã được tin tổ sư sắp đến. Chúng ta hãy kiên trì thêm một chút, Diệp Huyên chắc chắn sẽ phải chết. Một cường giả vân giới nói, giới chủ, lỡ như người chống lưng cho hắn xuất hiện. Tông thủ quay lại gầm lên, ai mượn ngươi nói nhảm. Tên kia đơ người. Chấm chấm chấm. Bên kia, Diệp Huyên vẫn lẳng lặng đứng trong tầng mây, hai mắt khép hờ, vùng mây quanh người đã biến thành màu đỏ. Không ai biết hắn chuẩn bị làm gì. Tiểu tháp cũng không dám hé răng. Lúc bình thường thì nó còn dám giỡn nhây. Nhưng Diệp Huyên hiện nay rõ ràng không bình thường chút nào, nó mà dám giỡn thì ăn đập là cái chắc. Nhưng nó vẫn vững tin Diệp Huyên đang giả điên. Bởi vì trước đó hắn chỉ đấm nó chứ không dùng kiếm thanh huyên chém, mà thanh kiếm ấy có thể làm tổn thương đến căn nguyên của nó. Rõ ràng là đang giả ngu giả điên mà. Nhưng nó không dám nói. Vì sợ bị đánh. Người điên không đáng sợ, đáng sợ là người giả điên lẫn giả ngu. Nhưng nó cũng muốn biết vì sao tiểu chủ vẫn có thể thanh tỉnh sau khi kích hoạt huyết mạch.
Chẳng lẽ là huyết mạch không tinh thuần? Đúng lúc này, Diệp Huyên mở bừng mắt, thời không trước mặt hắn bị nhuộm thành màu máu với tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc mà thời không suốt mấy triệu trượng đã thành biển máu. Diệp Huyên vừa xoay người, toàn bộ chân trời đã trở thành biển máu. Chỉ trong chốc lát, hắn đi đến phía trên vân giới, khiến bọn tông thủ thấy được đều bày ra vẻ mặt xấu xí. Mẹ nó chứ! Thằng này lại đến nữa! Tông thủ chưa kịp mở miệng thì Diệp Huyên đã hóa thành kiếm quang chém tới. Gã ta nheo mắt lại, la lên, phòng thủ. Hàng loạt chùm tia sáng phóng từ vân giới lên cao tít. Diệp Huyên không tiếp tục thủ nữa mà lao tới. Hắn vung kiếm chém xuống. Xoẹt! Một tia sáng bị chẻ đôi, nhưng một khắc sau lại có vô số chùm sáng khác nhấn chìm hắn. Ầm! Diệp Huyên bị đánh bay đi mấy nghìn trượng. Đám tông thủ thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại thấy Diệp Huyên biến mất. Xoẹt! Một tia kiếm quang màu máu lao tới từ chân trời. Ầm! Một chùm sáng bị nó chém vỡ, nhưng sau đó lại có vô vàn chùm sáng khác bắn lên từ vân giới. Diệp Huyên chém được cái này thì lại bị vô số cái khác nhấn chìm. Hắn cũng không lùi bước mà vẫn điên cuồng vung kiếm. Dần ra, sắc mặt đám tông thủ bắt đầu xấu đi. Bọn họ nhận ra Diệp Huyên đang tiến tới. Tuy rất chậm, nhưng vẫn là đi tới từng bước từng bước. Tông thủ trợn mắt chừng Diệp Huyên, hai tay siết chặt phát run. Một cường giả đứng cạnh bi thảm hỏi, giới chủ, phải làm sao đây? Cứ tiếp tục thế này, Diệp Huyên sớm muộn gì cũng phá được trận pháp, xông vào vân giới. Tông thủ im lặng, sau đó nói, các ngươi đi đi. Đi đi. Những lời này khiến các cường giả sửng sốt. Tông thủ lặp lại, đi đi. Một cường giả khác nói, vậy giới chủ. Tông thủ khẽ cười, mục tiêu của hắn là ta. Mọi người im lặng. Tông thủ, đi mau. Những người khác bốn mắt nhìn nhau, không ai cựa quậy. Tông thủ nhìn họ, nếu còn sống sót thì ngày sau hãy trùng kiến vân giới, chết ở đây không có nghĩa gì cả, hiểu không? Bọn họ lại nhìn nhau, vẫn còn do dự. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Huyên lúc này đã sắp đi vào vân giới. Thấy vậy, không ai còn chần chừ nữa mà lập tức rời đi. Tông thủ ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, tay phải siết lại, ngưng tụ một luồng sức mạnh khổng lồ trong đó. Đúng lúc ấy, huyết quang lóe lên nơi chân trời, một chùm tia sáng bị Diệp Huyên chém vỡ. Đâu đâu cũng là đống hỗn độn. Mấu chốt là Diệp Huyên khống chế sức mạnh rất tốt, không hề phá hủy thời không của vũ trụ này trên diện rộng, vì vậy cũng không kích phát lực lượng pháp tắc của đạo lâm quân. Diệp Huyên xách kiếm, chậm rãi bước xuống từ chân trời. Bên dưới, tông thủ cười ha hả, đến đây đi, Diệp Huyên. Vừa dứt lời, gã ta tung người nhảy lên, mang theo luồng sức mạnh khổng lồ. Diệp Huyên dừng bước, sau đó nhấc chân bước ra, vung kiếm chém. Xoẹt! Tông thủ cứng đờ giữa không trung, Diệp Huyên đã xuất hiện sau lưng gã. Hắn vươn tay, tiếp tục đi xuống. Sau lưng hắn, sắc mặt tông thủ trở nên mờ mịt. Gã ta không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn mà thực lực của hắn đã tăng trưởng đến ngần này. Gã ta bị Tiêu Hiếu lừa rồi. Thần thái trong mắt gã dần biến mất, sau đó như nhìn thấy điều gì mà trở nên kích động. Bên dưới, Diệp Huyên vươn tay gọi kiếm Thanh Huyên trở lại. Hắn nhìn về phía chân trời, thấy một người đàn ông trung niên đang chậm rãi đi đến. Không phải ai khác ngoài Vân Mộng Tử. Nhưng lần này không phải phân thân, không phải một tia hồn phách mà là bản thể. Bản thể giáng lâm, tông thủ cười to, Diệp Huyên ơi Diệp Huyên, ngày chết của ngươi đến rồi. Ha ha, ngươi, một thanh kiếm xuyên qua từ gáy gã ta, đâm thẳng vào miệng. Giọng gã im bặt. Diệp Huyên đi tới bên cạnh tông thủ, sau đó, hắn đột nhiên xoay người rút kiếm. Vụt. Kiếm Thanh Huyên bị rút ra khỏi miệng tông thủ, một dòng máu tươi bắn ra, cùng lúc đó, linh hồn của tông thủ bị kiếm Thanh Huyên nuốt chừng. Đối diện Diệp Huyên, Vân Mộng Tử chậm rãi bước tới. Vân Mộng Tử. Bản tôn. Trong bóng tối, sắc mặt của Trung Sơn Vương và Ẩn Sát đều hơi nặng nề. Hai người đều không ngờ rằng bản tôn của Vân Mộng Tử lại đến đây. Từ rất nhiều năm trước,
người này đã đạt tới bán bộ vô cảnh rồi. Hơn nữa từ năm đó đã được gọi là người mạnh nhất dưới vô cảnh. Bây giờ đã bao năm trôi qua, dù đối phương không đạt tới vô cảnh thì chắc chắn cũng có tiến bộ. Phiền phức rồi đây. Ẩn sát trầm giọng nói, Trung Sơn Vương, bây giờ phải làm sao? Trung Sơn Vương im lặng một lát rồi nói, chuyện này đã vượt khỏi phạm vi năng lực của chúng ta rồi. Ẩn sát im lặng. Đúng thế, từ khi Vân Mộng Tử này xuất hiện, y và Trung Sơn Vương đã không thể nhúng tay vào chuyện này nữa rồi. Chẳng những thế, một khi Diệp Huyên chết, có lẽ hai người họ cũng sẽ phải chết. Vân Mộng Tử sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Chắc chắn là không. Lúc này, Diệp Huyên cầm thanh kiếm dính máu đi về phía Vân Mộng Tử, Vân Mộng Tử cười châm chọc, sao nào, người còn muốn giết ta ư? Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Vân Mộng Tử nhẹ nhàng kẹp ngón tay lại. Oanh! Kiếm thanh huyên nhuốm máu của Diệp Huyên lập tức bị kẹp lại, Vân Mộng Tử lập tức muốn dùng sức, lúc này, Diệp Huyên đột nhiên buông kiếm thanh huyên ra, trong nháy mắt, một tia kiếm quang màu máu bao phủ lấy hắn và Vân Mộng Tử. Oanh! Kiếm quang tung hoành. Nhưng một khắc sau, một lực lượng cường đại và vô cùng đáng sợ đột nhiên lóe lên. Diệp Huyên liên tục lùi lại mấy nghìn trượng. Vân Mộng Tử ở đối diện Diệp Huyên lại không có ảnh hưởng gì. Thấy cảnh này, Trung Sơn Vương và ẩn sát trong bóng tối đều xa sầm mặt. Lúc này, Vân Mộng Tử đột nhiên cười nói, tới đi, để ta xem ngươi có thật sự xem nhẹ được tất cả thời không hay không. Dứt lời, ông ta tiến lên một bước, tay phải nhẹ nhàng vung về phía Diệp Huyên. Rắc! Thời không nơi Diệp Huyên đang đứng thoáng chốc bắt đầu nứt ra như thủy tinh. Lực lượng thời không kỳ lạ. Mà Diệp Huyên vẫn đứng im tại chỗ, mặc cho thời không xung quanh hắn đang nứt ra. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên đã đứng trong một hố đen thời không thần bí, hơn nữa nó còn đang không ngừng sụp đổ, nhưng Diệp Huyên lại không bị làm sao cả. Thấy cảnh này, nụ cười trên mặt Vân Mộng Tử dần biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng. Lúc này, trong lòng ông ta có hơi khiếp sợ, người trước mắt thật sự có thể xem thường lực lượng thời không mà ông ta thi triển. Người này thật sự chỉ là vô tâm cảnh thôi ư. Trong đầu Vân Mộng Tử thoáng hiện lên sự nghi ngờ. Lúc này, Diệp Huyên bước một bước về phía trước, hắn lập tức rời khỏi vực sâu thời không kia, một khắc sau, một tia kiếm quang màu máu xuất hiện ở giữa chân mày Vân Mộng Tử. Nhưng lại bị một lá chắn mây ngăn cản. Tấn công không thành, kiếm thanh huyên trở lại trong tay Diệp Huyên. Vân Mộng Tử nhìn Diệp Huyên, ông ta vung tay áo, trong nháy mắt, đám mây xung quanh trở nên sôi trào, một khắc sau, tất cả các đám mây đều tập trung lại với nhau, sau đó biến thành một con vân long dài đến mấy nghìn trượng, vân long bay lượn gào thét trên trời cao, sau đó, nó bay thấp xuống, lao thẳng về phía Diệp Huyên bên dưới. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa trở nên sôi trào. Bên dưới, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn con cự long kia, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trong nháy mắt, vô số huyết khí tập trung về phía hắn, sau đó, một con cự long màu máu dài đến nghìn trượng xuất hiện trên đầu hắn, cự long màu máu ngẩng đầu gào thét rồi bay lên cao. Song long đối đầu. Chân trời xuất hiện tiếng nổ vang như sấm rền, sau đó, hai con cự long nổ tung. Thiên địa trở nên tối đen, vô số thời không sụp đổ. Thấy cảnh này, Trung Sơn Vương trong bóng tối biến sắc, pháp tắc. Sắc mặt ẩn sát cũng cực kỳ nặng nề. Đại chiến của Diệp Huyên và Vân Mộng Tử đã phá hủy thời không này, có nghĩa pháp tắc quân đạo lâm để lại năm đó sắp xuất hiện. Đúng như dự đoán, sau khi thời không xung quanh sụp đổ, trên đầu mọi người xuất hiện một uy thế đáng sợ, sau đó, hai tia thần lôi đỏ như máu xuất hiện lực lượng pháp tắc. Vân Mộng Tử nhìn hai tia thần lôi kia, cười khẽ, nếu bản tôn của người đích thân đến đây, có lẽ ta sẽ sợ ngươi bảy phần, tiếc rằng đây chỉ là một lực lượng pháp tắc, lúc này, một thần lôi màu máu kia đánh thẳng về phía ông ta. Vân Mộng Tử mở lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng chỉ lên trên, trong nháy mắt, vô số tầng mây hội tụ trước mặt ông. Oanh! Khi thần lôi màu máu kia xuyên vào trong đám mây lập tức sôi trào, nhưng một khắc sau, đám mây đó đã bao vây thần lôi lại bên trong. Thấy cảnh này, Trung Sơn Vương trầm giọng nói, không hổ là người thân thiết với tổ tiên nhất năm đó. Dứt lời, ông ta nhìn Diệp Huyên phía xa, trong mắt lộ vẻ lo lắng.
thực lực của Vân Mộng Tử này chắc chắn hơn hẳn đám người Tông Thủ và Tiêu Hiếu, nếu người đứng sau Diệp Huyên không xuất hiện thì chắc chắn không thể ngăn cản. Mà bây giờ, người đứng sau Diệp Huyên vẫn chưa có ý định xuất hiện. Thật ra ông ta cũng thấy hơi khó chịu, mẹ kiếp, đừng nói sau lưng tên này không có ai cả nhé. Phía xa, Diệp Huyên cũng bị một tia huyết lôi phong tỏa, lúc một tia huyết lôi khác tấn công Vân Mộng Tử, tia huyết lôi còn lại cũng lao nhanh về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên cũng không chống lại thần lôi này mà lập tức đi vào trong vực sâu thời không thần bí. Sau khi tiến vào thời không thần bí kia, huyết lôi trở nên bối rối. Không tìm thấy người. Nhìn thấy thần lôi màu máu dừng lại, Vân Mộng Tử khẽ nhíu mày, hình như thần lôi này không cảm nhận được Diệp Huyên. Lúc này, nó đột nhiên xoay người lao về phía Vân Mộng Tử. Nếu không cảm nhận được Diệp Huyên, thì dù gì cũng phải có một mục tiêu chứ. Nếu không thì phí công quá. Mà Vân Mộng Tử này cũng làm trái với cấm chế, nhằm vào ông ta đâu có sai. Thấy thần lôi màu máu lao nhanh về phía mình, sắc mặt Vân Mộng Tử thoáng chốc trở nên u ám. Không cảm nhận được Diệp Huyên nên tới tìm ông ta. Sát thương không lớn, nhưng lại rất sỉ nhục. Sắc mặt Vân Mộng Tử u ám một cách đáng sợ, khi thần lôi kia di chuyển tới trước mặt ông ta đột nhiên tiến lên một bước, sau đó đấm tới một phát, trong cú đấm của ông ta có quyền mang tuôn trào như núi lửa. Thần lôi màu máu kia lập tức bị cú đấm này của ông ta đánh tan. Lúc này, Vân Mộng Tử híp mắt lại, vì một thanh kiếm đã bay tới giữa chân mày ông ta. Vân Mộng Tử không dám xem thường, ông ta nâng tay trái lên đỡ kiếm. Oanh! Một vùng kiếm quang màu máu lóe lên, Vân Mộng Tử lùi lại mấy chục trượng, vừa mới dừng lại, ông ta đã rơi vào trong vực sâu thời không thần bí. Vân Mộng Tử đảo mắt nhìn xung quanh, khẽ nhíu mày, vực sâu thời không này. Còn chưa dứt câu, một tia kiếm quang đã đâm tới. Trong mắt Vân Mộng Tử có sát khí lóe lên, ông ta siết chặt tay phải, sau đó đánh tới một quyền. Vực sâu thời không thần bí kia lập tức sôi trào, cú đấm này khiến kiếm của Diệp Huyên dừng lại. Diệp Huyên đâm kiếm không trúng nên lập tức rút lui, nhưng trong quá trình rút lui, kiếm Thanh Huyên trong tay hắn đột nhiên bay ra. Trong vực sâu thời không, Vân Mộng Tử híp mắt, nâng tay phải lên đỡ. Kiếm Thanh Huyên lập tức bị đánh bay. Lúc này, Vân Mộng Tử gần giọng nói, không ngờ người lại dùng vực sâu thời không nhốt ta lại, đúng là buồn cười, xem ta phá vỡ thời không của ngươi đây. Dứt lời, ông ta đánh ra một quyền. Vực sâu thời không lập tức sôi trào, nhưng cũng không vỡ nát. Thấy cảnh này, Vân Mộng Tử khẽ nhíu mày, lại đánh ra một quyền. Cả thời không thần bí bắt đầu rung động kịch liệt. Nhưng nó vẫn không bị đánh tan. Sắc mặt Vân Mộng Tử hơi khó coi, ông ta không cam lòng, lại tiếp tục đánh mấy quyền. Thời không thần bí thoáng chốc rung lên như động đất, nhưng dù Vân Mộng Tử có tấn công thế nào, nó cũng không có dấu hiệu sẽ sụp đổ. Một lát sau, cuối cùng Vân Mộng Tử cũng đã hiểu. Ông ta hoàn toàn không thể phá vỡ thời không thần bí này. Nghĩ vậy, Vân Mộng Tử nhìn Diệp Huyên phía xa, Diệp Huyên, ngươi còn có lá bài tẩy nào nữa không? Diệp Huyên nhẹ nhàng vung kiếm Thanh Huyên trong tay, không nói một lời, lúc này, khí thế trên người hắn không ngừng dâng lên. Dù hắn chỉ là vô tâm cảnh, nhưng khí thế của hắn không hề yếu hơn Vân Mộng Tử. Có sự gia trì của huyết mạch chi lực. Quan trọng nhất là Diệp Huyên không bị cắn trả. Vân Mộng Tử nhìn Diệp Huyên, thân thể ông ta chợt trở nên hư ảo, sau đó, trong thiên địa xuất hiện vô số tàn ảnh, những tàn ảnh này lao nhanh về phía Diệp Huyên như mưa rền gió dữ. Diệp Huyên không lựa chọn tấn công nữa, hắn nâng kiếm Thanh Huyên, sau đó, kiếm Thanh Huyên biến ảo thành một tấm khiên chắn trước mặt hắn. Trong nháy mắt, những tiếng nổ không ngừng vang vọng khắp thiên địa, sau những tiếng nổ này, Diệp Huyên liên tục lùi lại mấy vạn trượng, mà khi những tàn ảnh kia biến mất, Diệp Huyên vẫn còn sống. Có điều, lần này hắn cũng không thoải mái lắm, khóe miệng hắn có một dòng máu tươi chậm rãi chảy ra. Sắc mặt Vân Mộng Tử dần trở nên nặng nề, ông ta không ngờ Diệp Huyên lại có thể đỡ được chiêu này của mình. Ông ta không nghĩ nhiều nữa mà chậm rãi bay lên trời, trên không trung, ông ta mở lòng bàn tay, một khắc sau, thời không trên đầu ông ta nứt ra, sau đó...
một tia chớp màu máu bay ra từ trong thời không đó, thần lôi này rơi thẳng vào tay ông ta, sau khi nó xuất hiện, đất trời xung quanh cũng chợt trở nên hư ảo. Nơi này hoàn toàn không thể chịu đựng lực lượng của thần lôi màu máu. Sắc mặt hai người nhóm Trung Sơn Vương trở nên vô cùng nặng nề, họ đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Phía xa, Diệp Huyên cũng đã dừng lại, hắn nắm chặt kiếm Thanh Huyên trong tay, như đã cảm nhận được nguy hiểm. Lúc này, Vân Mộng Tử phía chân trời chợt gần giọng nói, Diệp Huyên, lên đi, để ta xem thử kiếm trong tay ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào. Dứt lời, ông ta hất tay. Vụt. Thần lôi màu máu bắn nhanh xuống. Ầm. Trong nháy mắt, thời không trong phạm vi mấy trăm vạn dặm lập tức bốc cháy. Khi thần lôi đỏ như máu kia xuất hiện, Trung Sơn Vương và Ẩn Sát liên tục lùi lại. Nguy hiểm. Đây là cảm giác của hai người vào lúc này. Chỉ một uy thế thôi đã khiến hai người cảm nhận được hơi thở tử vong rồi. Phía xa, Diệp Huyên chậm rãi ngẩng đầu, hắn mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên trong tay lập tức rung động dữ dội, sau đó biến thành một tấm khiên kiếm chặn lại trước mặt hắn. Đỡ lấy thần lôi. Ngay sau đó, thần lôi đánh thẳng lên trên khiên kiếm. Oanh! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc chợt vang lên. Ầm! Diệp Huyên và Lá Chắn đồng thời lùi lại mấy trăm nghìn trượng, khiên kiếm không làm sao cả, nhưng thân thể của Diệp Huyên lại bị nứt, máu tươi không ngừng chảy ra. Mà thần lôi màu máu kia vẫn chưa biến mất, chẳng những thế, nó còn huyễn hóa thành một cái mặt người. Mặt người nhuốm máu cười nham hiểm, kiếm này đúng là hàng tốt, Vân Mộng Tử, nó phải là của ta. Vân Mộng Tử lạnh lùng đáp, nếu ngươi có thể giết hắn, thanh kiếm này sẽ thuộc về ngươi. Mặt người cười ha hả, đây là ngươi nói đấy. Dứt lời, nó đột nhiên biến mất. Oanh! Thời không nơi thần lôi đi qua lập tức bốc cháy, sau đó sụp đổ. Thời không này hoàn toàn không thể chấp nhận được lực lượng đáng sợ ẩn chứa bên trong nó. Diệp Huyên ở phía xa lau đi máu tươi trên khóe miệng, hắn nắm chặt kiếm Thanh Huyên trong tay, một khắc sau, hắn xông về phía trước, đâm một kiếm tới. Đỡ đòn. Kiếm Thanh Huyên đâm lên trên thần lôi, cùng lúc đó, một vùng kiếm quang bao phủ lấy thần lôi. Ầm. Lại một tiếng nổ như sấm rền vang lên. Trong nháy mắt. Ầm. Kiếm quang tan biến, Diệp Huyên lùi lại mấy vạn trượng, vừa mới dừng lại, mặt người kia đã xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyên lập tức rút kiếm chém một phát. Xoẹt. Kiếm quang màu máu chém rách mọi thứ. Oanh. Kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyên tiếp tục lùi lại mấy nghìn trượng. Nhìn thấy cảnh này, Trung Sơn Vương và Ẩn Sát đều sa sầm mặt. Rốt cuộc thần lôi này có lai lịch gì? Sao lại đáng sợ thế? Mặt người màu máu phía xa cũng không thừa thắng xông lên, gã dừng lại, cười nói, kiếm trận này thú vị đấy, không ngờ nó lại có thể chịu đựng lực lượng đặc biệt của ta. Vân Mộng Tử cười nói, U Cảnh, người này không đơn giản đâu, có lẽ sau lưng hắn có cường giả vô cảnh đấy. U Cảnh không tin, cường giả vô cảnh, đừng nói ở đây, dù là ở dị thế giới cũng không có bao nhiêu cường giả vô cảnh cả. Mà trước mắt, ở dị thế giới chỉ có 9 cường giả vô cảnh, những người đó ta đều quen, cho nên. Nói đến đây, gã nhìn về phía Diệp Huyên, người đứng sau hắn chắc chắn không phải cường giả vô cảnh. Dù có phải, e rằng cũng chỉ là ngụy vô cảnh. Ngụy vô cảnh. Nghe vậy, Vân Mộng Tử im lặng. Thật ra, ngụy vô cảnh mới thật sự là tiếp cận vô cảnh, chứ bán bộ vô cảnh như ông ta cũng chưa thật sự đủ mạnh. Vô cảnh. Từ xưa đến nay, thật sự chưa có mấy người có thể đạt tới cảnh giới này. Lúc này, U Cảnh cười nói, dù phía sau hắn có cường giả vô cảnh thì thế nào? Không phải chủ nhân của ta cũng là cường giả vô cảnh sao? Ha ha! Vân Mộng Tử nhìn U Cảnh, khẽ mỉm cười, đương nhiên rồi. Dứt lời, ông ta nhìn Diệp Huyên, có cần ta giúp không? U Cảnh cũng nhìn Diệp Huyên, cười to, không cần. Ngươi chỉ cần đứng nhìn là được, không phải tên này là kiếm tu à, để ta dùng kiếm đánh bại hắn. Dứt lời, gã chợt biến ảo thành một thanh kiếm, sau đó, gã lại biến thành một tia kiếm quang màu máu, nhanh chóng xông lên. Xoẹt! Không gian nơi gã đi qua đều thoáng chốc sụp đổ. Kiếm! Phía xa, Diệp Huyên đột nhiên ngẩng đầu,
tay phải của hắn nắm chặt kiếm Thanh Huyên trong tay, đang định xuất kiếm, nhưng khi thanh kiếm kia di chuyển đến trước mặt hắn, hắn lại cất kiếm Thanh Huyên đi. Thấy cảnh này, Vân Mộng Tử lập tức thay đổi sắc mặt, khi nãy ông ta muốn ngăn cản U Cảnh, nhưng đã muộn rồi, U Cảnh đã đâm thẳng vào giữa chân mày của Diệp Huyên. Oanh! Thân thể Diệp Huyên không ngừng run rẩy, một khí thế vô cùng đáng sợ đột nhiên dâng trào từ trong người hắn. Thấy cảnh này, Trung Sơn Vương và Ẩn Sát đều ngây người. Chết rồi ư? Nhưng sau đó, hai người phát hiện ra Diệp Huyên vẫn chưa chết, chẳng những thế, khí thế trên người hắn còn đang điên cuồng dâng cao. Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt là vẻ chấn động. Phía xa, Vân Mộng Tử nhìn chằm chằm Diệp Huyên, trong mắt ông ta cũng đầy vẻ khó tin. Lúc này, trong người Diệp Huyên chợt vang lên tiếng gào thét, láo xược, không ngờ ngươi lại dám nuốt chửng ta. Nuốt chửng. Nghe thấy lời của U Cảnh, mọi người sửng sốt. Diệp Huyên nuốt chửng U Cảnh. Lúc này, giọng nói của U Cảnh lại vang lên một lần nữa, Vân Mộng Tử, sao còn không cứu ta? Vân Mộng Tử trầm ngâm một lúc, sau đó lập tức biến mất. Diệp Huyên ngẩng đầu, chém xuống một kiếm. Ầm. Một vùng kiếm quang màu máu xuất hiện, Vân Mộng Tử bị đánh lui mấy trăm trượng. Thấy cảnh này, Trung Sơn Vương lập tức sa sầm mặt, Vân Mộng Tử này cố ý không cứu. Ẩn Sát gật đầu, rất rõ ràng, Vân Mộng Tử này muốn để Diệp Huyên nuốt chửng U Cảnh này. Có điều mục đích ông ta làm thế là gì? Trung Sơn Vương cười nhạt, không phải rất đơn giản sao? Để Diệp Huyên kết thù với thế lực sau lưng U Cảnh này. Cũng có thể nói là ông ta muốn lợi dụng thế lực sau lưng U Cảnh đối phó với Diệp Huyên. Ẩn Sát trầm giọng nói, nếu nói thế, có nghĩa là ông ta cảm nhận được nguy hiểm từ trên người Diệp Huyên ư. Trung Sơn Vương cười khổ, chỉ cần ông ta không mù, có lẽ ông ta cũng biết sau lưng Diệp Huyên chắc chắn có cường giả vô cảnh. Nếu sau lưng hắn không có cường giả cấp bậc đó, sao hắn có thể nghịch thiên như thế được? Dù là huyết mạch hay thanh kiếm kia của hắn, người bình thường đều không thể nào có được. Ẩn Sát gật đầu, y nhìn Vân Mộng Tử, tên này đúng là nham hiểm. Trung Sơn Vương lạnh nhạt nói, người có thể đi được đến ngày hôm nay sao có thể là kẻ ngu xuẩn được. Phía xa, khí thế trên người Diệp Huyên vẫn đang dâng lên. Mà U Cảnh trong cơ thể hắn vẫn đang điên cuồng gào thét, sinh linh đê tiện, người dám nuốt chửng ta ư, người có biết ta là ai không? Diệp Huyên hoàn toàn không để tâm đến U Cảnh, vẫn tiếp tục nuốt chửng. U Cảnh kia cũng tiếp tục gào thét, lúc này, giọng nói của Tiểu Tháp vang lên từ trong cơ thể Diệp Huyên, người đừng gào nữa. Rõ ràng là do người ngu xuẩn đi biến thành kiếm, người trách ai được chứ? U Cảnh nổi giận hỏi, ngươi là ai? Tiểu Tháp hờ hững đáp, ta là Tháp Thiên Mệnh, ngọn tháp đứng đầu chư thiên vạn giới. Dưới tam kiếm ta vô địch, trên tam kiếm, ta chỉ cần gọi một tiếng. Nói đến đây, nó im lặng. U Cảnh nổi giận, cái tháp đổ nát gì vậy, ngươi mau bảo hắn dừng lại đi, nếu ta chết ở đây, chủ nhân của ta sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Tiểu Tháp lạnh lùng nói, sao nào, ngươi muốn lôi người chống lưng ra à? U Cảnh gằn giọng, lão tử không muốn nói nhảm với ngươi, nếu ngươi không ngăn hắn lại, đợi chủ nhân của ta xuất hiện, các ngươi đều sẽ chết chắc. Câm mồm. Tiểu Tháp chợt nổi giận, tiểu chủ khó khăn lắm mới không gọi phụ thân gọi muội muội, vậy mà tên khốn kiếp nhà ngươi lại muốn gọi người chống lưng. A. À. U Cảnh chợt hét to, sinh linh đê tiện, mau dừng lại. Giọng nói của gã đã dần trở nên yếu ớt. Bên ngoài, Vân Mộng Tử nhìn Diệp Huyên, ông ta không tiếp tục ra tay nữa, cứ đứng nhìn Diệp Huyên như thế, không biết đang nghĩ gì. U Cảnh kia vẫn đang gào thét, nhưng lúc này, tiếng gào của nó đã ngày càng yếu đi. Mà ngược lại, khí thế trên người Diệp Huyên lại ngày càng mạnh, cộng thêm huyết mạch chi lực của hắn, lúc này, khí thế trên người hắn đã không thua kém gì Vân Mộng Tử. Dần dần, tiếng gào của U Cảnh trở nên nhỏ như tiếng muỗi. Không lâu sau đó, âm thanh của gã hoàn toàn biến mất. Âm. Trong người Diệp Huyên thoáng chốc dâng lên một khí thế cực kỳ đáng sợ, khí thế này khiến thời không xung quanh lập tức sôi trào. Vân Mộng Tử híp mắt lại, ông ta siết chặt tay phải, nhưng lại không ra tay. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên mở mắt, khi mở mắt, cảnh giới của hắn đã từ vô tâm cảnh lên đến vô niệm cảnh. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó. Khí thế trên người hắn vẫn còn đang tăng lên.
Không lâu sau đó, hắn đã từ vô niệm cảnh đạt tới vô thân cảnh. Thoáng chốc thăng lên hai cảnh giới. Lúc này, Vân Mộng Tử từ rút lui. Thấy cảnh này, Trung Sơn Vương khẽ nhíu mày, tên này muốn chạy à? Lúc này, Vân Mộng Tử đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, thời không trên đầu Diệp Huyên bắt đầu rung động. Thời khắc này, toàn bộ đạo lâm giới đều đang sôi trào. Là toàn bộ đạo lâm giới. Trong nháy mắt, vô số cường giả của đạo lâm giới đồng loạt quay đầu nhìn về phía vân giới, trong mắt bọn họ tràn đầy nỗi khiếp sợ. Chẳng lẽ cường giả vô cảnh sắp xuất hiện rồi? Trong bóng tối, Trung Sơn Vương nhìn về phía thời không trên đầu Diệp Huyên, sắc mặt ông ta trở nên cực kỳ khó coi. Hơi thở này hoàn toàn không phải của bán bộ vô cảnh. Cường giả vô cảnh. Sau đó, chân trời xuất hiện một hư ảnh, sự xuất hiện của hư ảnh này khiến đạo lâm giới sôi trào, sau đó dần trở nên hư ảo. Thấy cảnh này, Trung Sơn Vương lập tức thay đổi sắc mặt. Đối phương muốn phá hủy toàn bộ đạo lâm giới ư? Lúc này, chân trời phía xa chợt xuất hiện một đám mây màu máu, một khắc sau, một tia huyết lôi ngưng tụ từ trong đám mây đó. Lực lượng pháp tắc quân đạo lâm để lại xuất hiện một lần nữa. Hư ảnh ở chân trời dần ngưng tụ, chẳng mấy chốc, một người đàn ông trung niên xuất hiện. Người đàn ông trung niên mặc áo bào trắng, tay phải cầm một cây phất trần, trông rất tiên phong đạo cốt. Cũng không phải bản thể. Nhưng dù là thế, khí thế của ông ta vẫn mạnh hơn khí thế của Vân Mộng Tử khi nãy ít nhất mấy chục lần. Thật sự là một trời một vực. Người đàn ông trung niên này vừa xuất hiện, thần lôi màu máu kia đã biến mất. Nét mặt người đàn ông không chút cảm xúc, ông ta vung phất trần trong tay lên. Ầm. Một tiếng nổ vang vọng, thần lôi lập tức vỡ tan, cùng lúc đó, nó cũng hoàn toàn tan biến. Người đàn ông trung niên nhìn xuống Diệp Huyên, trên mặt không có chút cảm xúc, người nuốt chửng u cảnh. Diệp Huyên không nói gì mà chỉ nắm chặt thanh kiếm trong tay. Người đàn ông trung niên cũng không nói gì thêm, ông ta vung phất trần trong tay, bên dưới, Diệp Huyên còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh lùi mấy triệu trượng, mà hắn còn chưa dừng lại, người đàn ông trung niên đã xuất hiện ngay trước mặt. Hơn nữa, lúc này thân thể của Diệp Huyên đã không còn nữa. Người đàn ông trung niên đang định ra tay một lần nữa, thì tiểu tháp đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, các ngươi bắt nạt người khác quá vậy. Đánh một người lại có người mạnh hơn tới. Ai lại ức hiếp người khác như thế được? Người đàn ông trung niên nhìn tiểu tháp, ta thích bắt nạt ngươi đó, ngươi không phục à? Tiểu tháp cười to, ta vốn còn muốn khiêm tốn, nhưng bây giờ xem ra ta không khiêm tốn được nữa rồi. Người đàn ông trung niên gật đầu, nào, ra tay đi. Tiểu tháp khinh thường nói, ngươi không xứng để ta ra tay, ta muốn gọi người. Người đàn ông trung niên. Tiểu tháp đột nhiên rung lên. Sau đó, nó chợt nói, chủ nhân à, ta đang gọi người đấy, mau xuất hiện đi. Một lát sau, không có chút động tĩnh nào cả. Tiểu tháp hơi do dự, lại cất lời, chủ nhân à, ta đang gọi người đấy. Vẫn không có động tĩnh gì. Tiểu tháp không nhìn được hét to, mẹ kiếp, không nể mặt ta như thế à. Mọi người. Tiểu tháp hơi lúng túng. Không ngờ chủ nhân lại làm lơ nó. Bây giờ phải lấy lại mặt mũi thế nào đây? Như nghĩ đến điều gì, tiểu tháp xoay người nhìn Diệp Huyên, tỏ vẻ bất đắc dĩ, tiểu chủ, người thật sự là con ruột à? Diệp Huyên. Lúc này, người đàn ông trung niên trước mặt tiểu tháp chen miệng vào, ta đang đợi ngươi gọi người đây. Nghe vậy, tiểu tháp nổi giận, nó nhìn về phía người đàn ông trung niên, tiểu chủ của ta có một thanh kiếm, ngươi dám cầm nó không? Nó nói xong. Diệp Huyên rất phối hợp mở lòng bàn tay, kiếm thanh huyên chậm rãi bay đến trước mặt người đàn ông trung niên. Lúc nên ra mặt thì phải ra mặt, lúc không nên, chắc chắn hắn sẽ không ra mặt. Người đàn ông trung niên im lặng nhìn kiếm thanh huyên trước mặt. Tiểu tháp cười nhạt, sao nào, không dám à, kiếm này là cho thiên mệnh tỷ tỷ cường giả siêu cấp vũ trụ chế tạo đây, người dám đụng vào nó không? Người đàn ông trung niên nhìn tiểu tháp. Tỏ vẻ khinh thường, cường giả siêu cấp vũ trụ á. Đúng là buồn cười. Dứt lời, ông ta giơ tay phải cầm lấy kiếm thanh huyên. Oanh! Kiếm thanh huyên chợt dâng lên một lực lượng đáng sợ, nhưng một khắc sau,
lực lượng đó đã bị người đàn ông trấn áp. Người đàn ông trung niên hờ hững nói, để ta xem thử ngươi là thần thánh phương nào. Dứt lời, ông ta chậm rãi nhắm mắt lại, cùng lúc đó, kiếm Thanh Huyên cũng bắt đầu rung lên. Thấy cảnh này, Tiểu Tháp lập tức thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Tháp ta thích những người tự tin giống ngươi đấy. Còn Diệp Huyên vẫn đứng yên ở một bên. Tiểu Tháp không nhịn được quay đầu nhìn hắn, nó hơi do dự, sau đó hỏi, tiểu chủ, có phải người phát điên rồi không? Diệp Huyên. Lúc này, người đàn ông trung niên đột nhiên ngẩng đầu, ông ta nhìn về phía tinh không vô tận, một lát sau, ông ta chợt trợn mắt. Phập. Một thanh kiếm bất ngờ đâm vào giữa chân mày người đàn ông. Ầm. Thân thể người đàn ông trung niên lập tức trở nên hư ảo. Trong mắt người đàn ông đầy vẻ khó tin, đây là... Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, trên một đỉnh núi cao vút trong mây trong một thế giới không rõ ở rất xa, có một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện, nó vừa xuất hiện, người đàn ông trung niên đang ngồi xếp bằng chợt ngẩng đầu, trong mắt ông ta lóe lên sát khí, láo xược. Dứt lời, ông ta mở lòng bàn tay, một ấn ký màu vàng chậm rãi bay lên, khi ấn ký bay lên, đất trời xung quanh chợt xuất hiện vô số phù văn màu vàng kỳ lạ, ánh sáng tỏa ra vàng từ trong những phù văn này hội tụ về phía ấn ký kia, một khắc sau, ấn ký bay lên cao, đánh về phía thanh kiếm kia. Thanh kiếm vẫn chém thẳng xuống. Lúc thanh kiếm đâm lên trên ấn ký màu vàng kia lặng lẽ biến mất. Thấy cảnh này, người đàn ông trung niên trợn mắt, sao? Còn chưa nói hết câu, thanh kiếm kia đã đâm vào đầu ông ta. Ầm. Thân thể người đàn ông trung niên lập tức trở nên hư ảo. Thanh kiếm kia chợt biến thành một tia kiếm quang biến mất ở cuối chân trời vô tận. Người đàn ông trung niên nhìn về phía đó, trong mắt là vẻ mờ mịt, chém phân thân, chém bản thể. Nói xong, thân thể của ông ta cũng đã tan biến. Chết rồi. Người đàn ông trung niên biến mất, người của dị giới cũng đều hoang mang. Một cường giả vô cảnh đã chết. Cứ thế bỏ mạng. Thanh kiếm kia là của ai? Cường giả của cả dị giới đều không hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Không lâu sau đó, một ông lão xuất hiện ở nơi người đàn ông trung niên vừa chết, lão ta nhìn về phía trước, sắc mặt vô cùng nặng nề. Lúc này, một cô gái váy đỏ xuất hiện ở đối diện ông lão, sắc mặt nàng ta cũng rất nặng nề. Hai người đều là cường giả vô cảnh. Ông lão nhẹ giọng nói, là ai? Giọng nói lộ vẻ mờ mịt. Cô gái váy đỏ im lặng. Ha ha. Lúc này, một tiếng cười to vang lên từ phía xa. Hai người quay đầu nhìn lại, có một người đàn ông trung niên mặc áo bào trắng chậm rãi bước tới. Ông lão híp mắt, Quân Đạo Lâm, ngươi cười cái gì? Quân Đạo Lâm cười to, chúng ta cả đời tìm cách đột phá, nhưng chín người chúng ta đã tu luyện mấy chục triệu năm rồi, đến nay vẫn không ai có thể bước thêm một bậc. Mà hôm nay lại có thể nhìn thấy cường giả trên vô cảnh ra tay. Chẳng lẽ chúng ta không nên vui vẻ sao? Ông lão và cô gái đều im lặng, vui vẻ, Quân Đạo Lâm nói đúng, chín người họ đã dừng lại ở vô cảnh mấy chục triệu năm rồi, mấy chục triệu năm qua không ai trong bọn họ có thể tiến thêm một bậc, rất nhiều lúc thậm chí bọn họ đều nghĩ có phải vô cảnh là điểm cuối của võ đạo hay không. Mà bây giờ, thanh kiếm kia nói với bọn họ, vô cảnh không phải là điểm cuối. Nghĩ đến đây, ông lão và cô gái váy trắng chợt bật cười. Hy vọng. Lúc này, trong lòng hai người chợt dâng lên hy vọng, vô cảnh này không phải điểm cuối của võ đạo, nói cách khác, bọn họ đã có mục tiêu phấn đấu và động lực mới rồi. Cô gái váy đỏ chợt nhìn về phía Quân Đạo Lâm, Quân Đạo Lâm, người có biết chiêu kiếm khi nãy là ai chém ra không? Quân Đạo Lâm cười đáp, không biết. Cô gái váy đỏ nhìn Quân Đạo Lâm, không hỏi thêm gì nữa. Nhưng trực giác nói với nàng ta rằng Quân Đạo Lâm biết. Lúc này, một cô gái đi tới từ phía xa. Người đó chính là A Đạo Linh. A Đạo Linh cười nói, không ngờ Xích Địa lại chết như thế. Xích Địa chính là người đàn ông trung niên vừa bị giết chết kia. Cô gái váy đỏ nhìn A Đạo Linh, cô có biết là ai ra tay không? A Đạo Linh chớp mắt, không biết. Cô gái váy đỏ hơi nhíu mày, nàng ta nhìn A Đạo Linh và Quân Đạo Lâm. Sau đó nói, chắc chắn là hai người biết. Quân Đạo Lâm cười nói, Hồng Liêm,
đừng cứ nghĩ người ra kiếm là ai nữa. Thật ra cô nên hỏi tại sao đối phương lại giết Xích Địa. Hồng Liêm định đáp lời thì ông lão ở bên cạnh nói, cho dù vì lý do gì, thì sau ngày hôm nay, lão phu cũng muốn khiêm tốn làm người. Cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Quân Đạo Lâm nhìn ông lão, cười nói, Mặc Kha lão đầu này đúng là biết điều, không hổ là người sống lâu nhất. Trong 9 người họ, có lẽ thực lực của Mặc Kha không phải mạnh nhất, nhưng chắc chắn là người sống lâu nhất. Hồng Liêm nhìn A Đạo Linh và Quân Đạo Lâm, sau đó xoay người rời đi. Nơi này chỉ còn lại A Đạo Linh và Quân Đạo Lâm. A Đạo Linh nhẹ giọng nói, không ngờ nàng ta lại mạnh đến mức này. Quân Đạo Lâm cười hỏi, cô biết đối phương ư? A Đạo Linh gật đầu, phân thân của ta ở Đạo Lâm giới từng gặp đối phương, lúc đó, phân thân kia của ta cũng bị giết chết trong nháy mắt. Nụ cười trên mặt Quân Đạo Lâm dần biến mất, trước đó phân thân của Xích Địa từng đến Đạo Lâm giới, mục đích là vì giết chết thiếu niên tên Diệp Huyên kia. Nói xong, ông ta nhìn về phía A Đạo Linh, là người sau lưng Diệp Huyên giết ông ta. A Đạo Linh gật đầu. Quân Đạo Lâm im lặng. Thật ra sở dĩ hai người không giấu giếm đối phương là vì bọn họ là liên minh. Ở nơi này không thể đơn độc một mình được, một chọi một sẽ rất khó giết chết đối phương, nhưng nếu là hai chọi một thì hoàn toàn khác. Vì thế, người ở nơi này gần như đều sẽ liên minh, có đồng đội. Mà hai người họ đến từ cùng một nơi, vì thế liên minh với nhau cũng là chuyện hợp lý. Lúc này, Quân Đạo Lâm lắc đầu thở dài, Xích Địa này chết quá uất ức, còn chưa được nhìn thấy đối phương. A Đạo Linh cười nói, có lẽ tiểu tử kia sẽ nhanh chóng đến nơi này. Quân Đạo Lâm nhìn A Đạo Linh, cô có quen biết với hắn không? A Đạo Linh nhếch môi, hắn nhận ta làm tỷ tỷ. Nét mặt Quân Đạo Lâm thoáng cứng đờ, sau đó, ông ta giơ ngón tay cái, lợi hại đấy. A Đạo Linh cười to. Đạo Lâm giới. Sau khi người đàn ông trung niên kia hoàn toàn biến mất, Tiểu Tháp thoáng chốc thở phào nhẹ nhõm, Thiên Mệnh tỷ tỷ đúng là đáng tin cậy. Sau đó như nhớ ra điều gì, nó chợt xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, khi nãy linh hồn của người đàn ông trung niên kia không bị đánh tan, mà là bị Kiếm Thanh Huyên hấp thu. Nói đúng hơn là Diệp Huyên điều khiển Kiếm Thanh Huyên hấp thu linh hồn của người đàn ông. Lúc này, Diệp Huyên hoàn toàn chắc chắn Diệp Huyên rất tỉnh táo. Đương nhiên nó không dám hỏi, cũng không dám vạch trần, tiểu chủ này cũng không phải người hiền lành, nếu bây giờ nó gây chuyện, nói không chừng sẽ bị hắn giả điên giả ngốc đánh một trận. Còn là không có lý do gì mà bị đánh. Trong bóng tối, Trung Sơn Vương và Ẩn Sát đều kích động không thôi. Ra tay rồi. Cuối cùng nhân vật lớn đứng sau Diệp Huyên cũng ra tay. Mà đối phương vừa ra tay đã thẳng thừng chém chết phân thân của cường giả vô cảnh. Chắc chắn đó cũng là cường giả vô cảnh. Ẩn Sát run rẩy nói, thắng rồi. Trung Sơn Vương cười to, đương nhiên là thắng rồi. Như nhớ ra điều gì, ông ta nhíu mày, cẩn thận một người. Nghe vậy, Ẩn Sát cũng nhíu mày. Vân Mộng Tử, sau khi cường giả vô cảnh xuất hiện, người này cũng hoàn toàn biến mất. Lúc này, Trung Sơn Vương nói, có lẽ lúc này ông ta không dám xuất hiện nhằm vào Diệp Thiếu nữa rồi. Nhưng có lẽ đối phương vẫn sẽ giở trò sau lưng. Nói đến đây, ông ta như nghĩ đến điều gì, trượt lắc đầu cười khẽ, với trí thông minh của Diệp Thiếu, có lẽ cậu ấy sẽ không sợ ông ta giở trò đâu. Ẩn Sát khẽ mỉm cười, cũng đúng. Kiếm Thanh Huyên trước mặt Diệp Huyên chợt rung lên, một khắc sau, trên thân kiếm dâng lên một hơi thở cực kỳ đáng sợ, khi hơi thở này xuất hiện, thời không xung quanh Kiếm Thanh Huyên lập tức sôi trào. Không lâu sau đó, những thời không kia lại từng chút sụp đổ. Thấy cảnh này, sắc mặt của Trung Sơn Vương và Ẩn Sát đều trở nên vô cùng nặng nề. Thanh kiếm này sắp đột phá. Trước đó nó đã hấp thu linh hồn của rất nhiều cường giả, mà khi nãy, nó còn hấp thu phân thân của một cường giả vô cảnh. Mà bây giờ, nó cuối cùng cũng đột phá rồi. Diệp Huyên đứng im ở chỗ cách Kiếm Thanh Huyên không xa, huyết mạch chi lực của hắn còn đang sôi trào. Nhưng hắn cũng không chạy đi giết người lung tung. Tiểu Tháp cảm thấy rất tò mò về chuyện này. Tiểu chủ sau khi kích hoạt huyết mạch hoàn toàn khác với chủ nhân. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên ngẩng đầu, hắn mở lòng bàn tay, Kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn.
Ầm. Kiếm Thanh Huyền và Diệp Huyền đồng thời bộc phát ra hơi thở đáng sợ. Cùng nhau đột phá. Đột phá. Diệp Huyền trực tiếp đạt tới vô hồn cảnh, chẳng những thế, khí thế của hắn vẫn đang không ngừng dâng cao. Mà cả hơi thở của Kiếm Thanh Huyền cũng thế. Không lâu sau đó, Diệp Huyền từ vô hồn cảnh đạt tới vô đạo cảnh. Sau khi đạt tới vô đạo cảnh, hắn bắt đầu trấn áp bản thân. Đương nhiên hắn cũng không thể từ vô đạo cảnh đạt tới vô cảnh luôn được. Một lúc lâu sau đó, hơi thở của Diệp Huyền dần ổn định lại, lúc này, hắn chậm rãi mở mắt, lúc mở mắt, thời không trước mặt hắn lập tức biến thành một biển máu. Nhìn thấy cảnh này, Trung Sơn Vương và Ẩn Sát đưa mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều mang theo sự rung động. Trung Sơn Vương nhẹ giọng nói, người này đánh một trận đã thăng lên tới vô đạo cảnh, cộng thêm huyết mạch vô địch và thanh kiếm kia của hắn, từ nay về sau, chắc chắn hắn sẽ là người mạnh nhất dưới vô cảnh. Người mạnh nhất dưới vô cảnh. Khi chưa đạt tới vô đạo cảnh, Diệp Huyền đã có thể đấu với cường giả siêu cấp như Vân Mộng Tử, mà bây giờ, hắn đã đạt tới vô đạo cảnh, ngoài cường giả vô cảnh, còn ai có thể là đối thủ của hắn nữa chứ? Lúc này, màu máu trong đôi mắt Diệp Huyền dần biến mất, chẳng mấy chốc thời không đỏ như máu xung quanh hắn cũng khôi phục lại bình thường. Diệp Huyền mở lòng bàn tay, Kiếm Thanh Huyền xuất hiện trong tay hắn, nhìn Kiếm Thanh Huyền, hắn hơi nhếch môi. Tiểu Tháp đột nhiên cất lời, tiểu chủ, người trở lại bình thường rồi sao? Diệp Huyền cười đáp, đúng thế. Tiểu Tháp hơi do dự, sau đó nói, tiểu chủ, vì sao sau khi khởi động huyết mạch, người vẫn có thể giữ được tỉnh táo thế? Diệp Huyền im lặng. Thật ra thì hắn cũng không biết. Trước đó sau khi hoàn toàn kích hoạt huyết mạch, hắn cũng không hoàn toàn mất đi lý trí như thường ngày, hắn tiến vào một trạng thái vô cùng huyền diệu, trong trạng thái đó. Hắn hơi khó khống chế bản thân, nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo. Giống như uống rượu vậy. Rõ ràng say, nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh. Hắn cũng không biết tại sao bản thân lại như thế. Chẳng lẽ huyết mạch của hắn sắp biến dị? Nghĩ vậy, Diệp Huyền lắc đầu, không nghĩ nhiều đến vấn đề này nữa, dù sao đây cũng là chuyện tốt, đợi sau này gặp phụ thân có thể hỏi thử. Lúc này... Trung Sơn Vương và Ẩn Sát xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, Trung Sơn Vương quan sát Diệp Huyền, cười nói, chúc mừng tiểu hữu. Diệp Huyền cười đáp, ơn giúp đỡ của hai vị tiền bối, Diệp Huyền ta suốt đời khó quên. Trung Sơn Vương hơi do dự, sau đó nói, à. Diệp Huyền cười hỏi, sao vậy? Trung Sơn Vương cười nói, tiểu hữu, là thế này, mục tiêu đời này của hai người chúng ta chính là đạt tới vô cảnh, nhưng hai chúng ta thiên phú có hạn. Muốn dựa vào bản thân đạt tới vô cảnh thì e rằng cả đời cũng không thể. Cho nên, ông ta biết rõ suốt đời khó quên gì đó đều là giả. Đặc biệt là một người xảo quyệt như Diệp Huyền, người này có thể xoay người là quên mất. Phải lấy được lợi ích trước đã. Nghe thấy lời của Trung Sơn Vương, Diệp Huyền hơi cạn lời, người này muốn lấy được truyền thừa của A Đạo Linh. Nhưng Diệp Huyền cũng không từ chối, hắn cong ngón tay. Một tia sáng trắng bay vào giữa chân mày của Trung Sơn Vương và Ẩn Sát. Ầm. Thân thể Trung Sơn Vương và Ẩn Sát khẽ run lên, sau đó, Trung Sơn Vương mở mắt ra, ông ta nhìn về phía Diệp Huyền, hành lễ, đa tạ tiểu hữu. Truyền thừa của A Đạo Linh. Diệp Huyền cười nói, hai người có thể đạt đến vô cảnh hay không phải xem chính các người rồi. Trung Sơn Vương cười đáp, ta hiểu. Dù có được truyền thừa của A Đạo Linh, nhưng Diệp Huyền nói đúng, có thể đạt tới vô cảnh hay không còn phải xem bản thân bọn họ nữa. Không phải là lấy được truyền thừa rồi là chắc chắn có thể đạt tới vô cảnh. Diệp Huyền cười nói, hai vị tiền bối, ta còn một số việc phải xử lý, hôm khác sẽ đến thăm hỏi sau. Trung Sơn Vương cười nói, tiểu hữu đợi đã. Nói xong, ông ta đưa cho Diệp Huyền một chiếc nhẫn chứa đồ. Diệp Huyền hơi ngạc nhiên, đây là... Trung Sơn Vương cười nói, Diệp Thiếu, đây là một tí thần mạch tinh, chúng ta vơ vét được từ vân giới và đông phương chiết. Chắc sẽ có ích với Diệp Thiếu. Diệp Huyền nhìn chiếc nhẫn chứa đồ, cũng không khách sáo mà lập tức nhận lấy, sau đó cười nói, hai vị tiền bối, cáo từ. Nói xong, hắn biến thành một tia kiếm quang biến mất ở cuối chân trời xa xôi. Sau khi Diệp Huyền đi, Ẩn Sát nhẹ giọng nói, vân giới không còn nữa. Chấp pháp tông cũng bị tiêu diệt.
Nói xong, y hơi nhếch môi. Trung Sơn Vương cười to, bây giờ, toàn bộ đạo lâm giới là của ta và ông. Dứt lời, ông ta nhìn về phía ẩn sát, tiếp theo ông có dự định gì không? Ẩn sát ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, ta nghe theo ông. Trung Sơn Vương. Sau khi Diệp Huyên rời đi, hắn sử dụng kiếm Thanh Huyên trở lại Thanh Châu. Trong Hoàng Cung, Thác Bạt Ngạn chợt ngẩng đầu, khi nhìn thấy Diệp Huyên, nàng ta lập tức nở nụ cười. Diệp Huyên đi tới trước mặt Thác Bạt Ngạn, khẽ cười nói, chậm trễ vì một vài chuyện. Thác Bạt Ngạn lắc đầu, trở về là tốt rồi. Dứt lời, nàng ta chậm rãi ôm lấy eo Diệp Huyên, vùi đầu trước ngực hắn. Nàng ta không nói gì mà cứ nhẹ nhàng ôm Diệp Huyên như thế. Thật ra khoảng thời gian này, có lúc nào nàng ta không lo lắng đâu. Diệp Huyên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Thác Bạt Ngạn, khẽ nói, những ngày tháng qua, nàng sống tốt chứ? Thác Bạt Ngạn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyên, không tốt. Diệp Huyên sửng sốt. Thác Bạt Ngạn trầm giọng nói, Thanh Châu xuất hiện một thế lực thần bí. Thế lực này vừa xuất hiện đã không ngừng tìm kiếm những cô gái trẻ tuổi, bây giờ toàn bộ Thanh Châu đều đang hoang mang. Diệp Huyên nhíu mày, thế lực thần bí. Thác Bạt Ngạn gật đầu, thế lực này tên là Thiên Tông, bọn họ xuất hiện từ nửa tháng trước, ta đã cho người điều tra lai lịch của bọn họ, nhưng không tra ra được gì. Diệp Huyên đang định cất lời thì hắn đột nhiên xoay người nhìn ra ngoài đại điện, trên bầu trời của đại điện chợt có một hơi thở xuất hiện. Ngay sau đó, một ông lão mặc đạo bào chậm rãi đáp xuống. Thác Bạt Ngạn trầm giọng nói, đến rồi. Ngoài điện, vô số binh sĩ vây quanh. Thác Bạt Ngạn vung nhẹ tay phải, những binh sĩ kia lập tức lui ra. Lúc này, ông lão đạo bào đi vào trong điện, ông ta nhìn Thác Bạt Ngạn, khẽ mỉm cười, Thác Bạt quốc chủ quả nhiên là một người thông minh. Thác Bạt Ngạn cười nói, ông là người của Thiên Tông à? Ông lão đạo bào cười nói, lão phu là đại trưởng lão Tiếu Xích của Thiên Tông, Thác Bạt quốc chủ, ta cũng không lãng phí thời gian nữa. Lần này đến đây chỉ vì một chuyện, đó là tông chủ Thiên Tông ta muốn nạp cô làm thiếp. Nạp thiếp. Nghe vậy, Diệp Huyên sửng sốt, một khắc sau, hắn nhìn về phía ông lão kia, hơi nhếch môi. Nghe thấy lời của ông lão đạo bào, Thác Bạt Ngạn chẳng những không tức giận mà còn bật cười. Nàng ta nhìn Diệp Huyên. Sau đó nhìn về phía ông lão đạo bào, nạp ta làm thiếp. Ông lão đạo bào gật đầu, đúng thế. Thác Bạt Ngạn chớp mắt, các người có biết ta là nữ nhân của ai không? Ông lão nhíu mày, cô có nam nhân rồi ư? Thác Bạt Ngạn gật đầu, nàng ta chỉ về phía Diệp Huyên, hắn chính là nam nhân của ta. Ông lão đạo bào nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó cười nói, thế thì đơn giản quá. Hắn chết. Chẳng phải cô sẽ không còn ai nữa sao? Dứt lời, ông ta vung tay áo, một tia kình khí đánh về phía Diệp Huyên, khi kình khí đó di chuyển đến trước mặt Diệp Huyên, nó chợt biến mất không còn tăm hơi. Thấy cảnh này, ông lão khẽ nhíu mày, chàng trai trẻ, cũng có chút bản lĩnh đấy. Diệp Huyên cạn lời. Ông lão đạo bào cười khẩy, ông ta đánh ra một quyền, một tia quyền ấn mang theo tiếng xé gió chói tai nhắm thẳng vào Diệp Huyên. Nhưng khi quyền ấn di chuyển tới trước mặt Diệp Huyên, nó cũng lặng lẽ biến mất. Nhìn thấy cảnh này, ông lão đạo bào híp mắt lại, sao ngươi làm được vậy? Diệp Huyên nhún vai, ta không làm gì cả. Nét mặt ông lão đạo bào trở nên lạnh lùng, ngươi muốn giả vờ trước mặt ta ư? Diệp Huyên! Ông lão đạo bào chợt hét to một tiếng, sau đó, ông ta vung tay phải cào về phía Diệp Huyên, khiến không gian nơi Diệp Huyên đang đứng bị rách ra. Không gian bị rách, chứ không phải là thời không. Không gian xung quanh Diệp Huyên bị xé rách, nhưng hắn lại không bị ảnh hưởng gì cả. Thấy cảnh này, trong mắt ông lão đạo bào lộ vẻ khó tin, sao ngươi làm được? Diệp Huyên tỏ vẻ vô tội, ta không làm gì cả. Ông lão đạo bào nhìn chằm chằm Diệp Huyên, có phải ngươi là Thủy Nguyên Cảnh không? Thủy Nguyên Cảnh. Nghe vậy, Diệp Huyên thoáng sửng sốt, Thủy Nguyên Cảnh gì cơ? Ông lão đạo bào trầm giọng nói, ngay cả thủy nguyên cảnh của vũ trụ ngũ duy mà ngươi cũng không biết ư. Vũ trụ ngũ duy. Vũ trụ của niệm tỷ. Nghe vậy, Diệp Huyên hơi cạn lời. Mẹ kiếp, nhiều cảnh giới như thế, mình cũng sắp không nhớ nổi nữa rồi, cũng không biết là do tên ngốc nào đặt ra. Thật ngại quá.
Lúc này, ông lão đạo bào đột nhiên trầm giọng nói, ngươi là ai? Diệp Huyên nhìn ông ta, hắn do dự một lát, sau đó hỏi, Diệp Huyên, có từng nghe nói tới không? Ông lão nhíu mày, Diệp Huyên. Diệp Huyên gật đầu. Ông lão đạo bào im lặng suy nghĩ một lát rồi nói, chưa từng nghe nói tới. Diệp Huyên nổi giận. Mẹ kiếp! Ông là người của vũ trụ ngũ duy mà lại chưa từng nghe đến tên ta ư. Lúc này, ông lão đột nhiên biến mất, một khắc sau, có tàn ảnh lóe lên. Diệp Huyên nhìn về phía trước, lúc này, một lực lượng mạnh mẽ chạy thẳng đến trước mặt hắn. Diệp Huyên nâng tay lên đỡ. Một tiếng rên rỉ vang lên, ông lão đạo bào bị đánh lui khỏi đại điện, vừa dừng lại, thân thể ông ta đã vỡ tan, chẳng những thế mà linh hồn cũng gần như trong suốt. Thấy cảnh này, Diệp Huyên hơi cạn lời. Khoảnh khắc khi nãy, hắn thật sự không dùng sức, chỉ muốn đỡ đòn một chút thôi. Nhưng hắn không ngờ ông lão này lại yếu như vậy, mới chạm nhẹ một cái mà thân thể đã vỡ tan rồi. Thác Bạt Ngạn nhìn Diệp Huyên, trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ. Nàng ta biết Diệp Huyên rất mạnh, nhưng không biết rốt cuộc hắn mạnh đến mức nào. Lúc này, một động tác tùy ý của Diệp Huyên đã khiến thần hồn của ông lão suýt tan biến. Lúc này, ông lão ở bên ngoài đại điện hoàn toàn ngơ ngác. Ông ta bị làm sao vậy? Thân thể của ông ta đâu? Một lát sau, cuối cùng ông ta cũng lấy lại tinh thần. Ông ta nhìn Diệp Huyên trong điện, thù hận nói, ngươi đợi đấy. Nói xong, ông ta mở lòng bàn tay, một cái vân tiễn phóng lên cao, bay thẳng vào trong đám mây. Gọi người, Diệp Huyên chớp mắt, sau đó cười to, được thôi, ông cứ gọi thoải mái, ta vô địch, các ngươi cứ tự nhiên. Tiểu tháp, ta vô địch, các ngươi cứ tự nhiên. Nghe thấy lời này của Diệp Huyên, Thác Bạt Ngạn bên cạnh hắn hơi sửng sốt, sau đó khẽ mỉm cười, trong lúc nhìn về phía Diệp Huyên, trong mắt nàng ta ngoài sự mến mộ còn có vẻ sùng bái. Một nam nhân từng rất non nớt, bây giờ lại trở nên sâu không lường được thế này rồi. Lúc nghe thấy lời của Diệp Huyên, ông lão áo đen thoáng sững sờ, sau đó cười to, tiếng cười như sấm, chấn động chân trời. Diệp Huyên nhìn ông lão, cười chứ không nói gì. Lúc này, ông lão áo đen chợt tức giận chỉ vào Diệp Huyên, người vô địch ư. Một lời hoang đường như thế mà ngươi cũng nói được, lão phu chưa từng gặp ai mặt dày như ngươi cả. Diệp Huyên. Lúc này, chân trời phía xa đột nhiên xuất hiện mấy chục tàn ảnh. Ông lão áo đen nhìn mấy chục tàn ảnh đó, tỏ vẻ mừng rỡ, đến rồi. Ông ta vừa nói xong, mấy chục người đã xuất hiện trong hoàng cung, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên chắp hai tay sau lưng, chân mày mang theo cảm giác uy nghiêm. Nhìn thấy người đàn ông trung niên này, ông lão áo đen vội nói, bái kiến tông chủ. Tông chủ Thiên Tông Mộ Lang. Mộ Lang nhìn thoáng qua ông lão áo đen, khi nhìn thấy ông ta chỉ còn lại linh hồn, gã ta lập tức híp mắt lại, nhìn về phía Diệp Huyên ở cách đó không xa, là ngươi gây ra đúng không? Diệp Huyên cười đáp, đúng thế. Mộ Lang nhìn Diệp Huyên, ngươi có biết ông ấy là người của Thiên Tông ta không? Diệp Huyên cười, biết. Mộ Lang chậm rãi siết chặt tay phải, một khắc sau, gã ta tiến lên một bước, đấm một phát về phía Diệp Huyên. Cú đấm xé rách không gian. Tiên hạ thủ vi cường. Khi nắm đấm của Mộ Lang di chuyển tới chỗ cách Diệp Huyên mấy tấc, một lực lượng vô hình chợt chặn gã ta lại. Mộ Lang sửng sốt, một khắc sau, gã ta thầm thấy hoảng hốt, đang định rút lui thì một lực lượng mạnh mẽ đã đẩy gã ta lùi lại mấy trăm trượng, khi gã ta dừng lại, thân thể gã ta đã vỡ tan. Thấy cảnh này, những cường giả Thiên Tông xung quanh đều hoảng hốt. Không còn thân thể nữa. Tông chủ vô địch của bọn họ không còn thân thể nữa. Lúc này, ông lão áo đen kia cũng như bị mất hồn, linh hồn không ngừng lùi lại như gặp phải ma vậy. Thác Bạt Ngạn ở bên cạnh nhẹ nhàng kéo tay Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, không ngờ ngươi lại trở nên lợi hại đến thế. Diệp Huyên chớp mắt, không chỉ mỗi ban ngày đâu, ban đêm ta còn lợi hại hơn nữa. Thác Bạt Ngạn sửng sốt, sau đó, nàng ta chợt hiểu ra, bèn liếc Diệp Huyên một cái. Trên khuôn mặt xuất hiện hai dạng mây đỏ, đẹp không thể tả. Diệp Huyên cười to, tay trái thuận thế ôm lấy eo Thác Bạt Ngạn. Mộ Lang ở phía xa chợt run rẩy nói, ngươi là thủy nguyên cảnh trong truyền thuyết sao?
Diệp Huyên cười nói, không phải. Mộ Lang nhìn chằm chằm Diệp Huyên, một lát sau, gã ta chợt hét to, xin mời tổ tiên. Nói xong, gã ta mở lòng bàn tay, một lệnh bài bay lên từ trong tay gã ta, một khắc sau, lệnh bài kia bay thẳng vào trong mây trời. Ầm. Trên chân trời có một đám mây trở nên sôi trào. Diệp Huyên sờ mũi, hơi cạn lời. Lúc này, Thác Bạt Ngạn nhẹ giọng nói, bọn họ gọi tổ tông rồi. Thấy trong mắt Thác Bạt Ngạn có vẻ lo lắng, Diệp Huyên cười nói, đừng sợ, nam nhân của nàng là vô địch ở nơi này. Thác Bạt Ngạn chớp mắt, còn ở nơi khác thì sao? Diệp Huyên cười to, ở nơi khác, ta cũng vô địch. Dù sao nói khoác cũng không phải phạm pháp, khoác lác một chút thì có làm sao? Lúc này, trên tầng mây đột nhiên xuất hiện một ông lão. Nhìn thấy ông lão này, Mộ Lang chỉ còn lại linh hồn vội vàng hành lễ, bái kiến sư tổ. Sư tổ. Mấy cường giả Thiên Tông ở sau lưng Mộ Lang cũng đồng loạt quỳ xuống. Sau khi ông lão xuất hiện, ông ta lạnh nhạt nhìn một vòng xung quanh, thế giới này quá yếu. Dứt lời, ông ta nhìn xuống Mộ Lang bên dưới, có chuyện gì? Mộ Lang chỉ Diệp Huyên phía xa, sư tổ, người này muốn tiêu diệt Thiên Tông của ta. Ông lão nhìn về phía Diệp Huyên, khi nhìn thấy Diệp Huyên, ông ta hơi nhíu mày, sao ta thấy người này hơi quen mặt nhỉ? Quen mặt. Diệp Huyên cười nói, ta cũng từng sống ở vũ trụ ngũ duy. Vũ trụ ngũ duy. Ông lão cau mày, ông ta nhìn Diệp Huyên, càng cảm thấy quen mặt hơn. Lúc này, Mộ Lang vội nói, sư tổ, tên này chẳng những muốn tiêu diệt Thiên Tông của ta mà còn coi thường người, xin sư tổ ra tay giết chết hắn đi. Ông lão không để ý đến Mộ Lang, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên một lần nữa, ngươi họ gì? Diệp Huyên cười nói, Diệp. Diệp. Ông lão nhíu mày, ông ta trầm tư một lát, sau đó trợn mắt, run rẩy nói, các hạ là Diệp Huyên, Diệp thiếu. Diệp Huyên cười to, ông biết ta sao? Nghe thấy lời của Diệp Huyên, ông lão hơi run rẩy, sau đó, dưới ánh nhìn của mọi người, hai chân ông ta mềm nhũn, lập tức quỳ xuống. Các cường giả của Thiên Tông đều sửng sốt. Có chuyện gì vậy? Sắc mặt ông lão tái nhợt, trong mắt đầy vẻ sợ hãi, Diệp thiếu, ta không biết là Diệp thiếu, mạo phạm Diệp thiếu rồi, xin Diệp thiếu tha lỗi. Ông ta vừa nói vừa không ngừng dập đầu. Thấy cảnh này, những cường giả của Thiên Tông đều hóa đá. Diệp thiếu? Diệp thiếu này là ai? Sao bọn họ chưa từng nghe nói tới vậy? Diệp Huyên nhìn ông lão kia, cười nói, ông biết ta à? Ông lão gật đầu, run rẩy nói, Diệp thiếu từng bảo vệ toàn bộ vũ trụ ngũ duy, có ai mà không biết cậu chứ? Ở vũ trụ ngũ duy có hai vị thần bảo hộ, một người là Thiên Đạo ngũ duy Mộ Niệm Niệm, một người khác chính là Diệp thiếu Diệp Huyên. Lúc này, ông lão đang vô cùng sợ hãi. Diệp Huyên chợt nói, sao ta không biết ông là ai cả? Ông lão cười khổ, Diệp thiếu không biết ta cũng là chuyện bình thường, ta chỉ là một nhân vật nhỏ, trước đây cũng chưa từng gặp Diệp thiếu ngoài đời, chỉ từng thấy tượng của Diệp thiếu mà thôi. Nói xong, ông ta vội dập đầu, Diệp thiếu, những đệ tử này của ta không nhận ra Diệp thiếu nên đã mạo phạm cậu, xin cậu thứ lỗi. Diệp Huyên cười nói, thứ lỗi, ta vốn tưởng ông là một người thông minh, nhưng xem ra ta sai rồi. Nếu bọn họ mạo phạm ta... Ta là một người tốt tính, chắc chắn sẽ không so đo với bọn họ, nhưng bọn họ lại mạo phạm nữ nhân của ta, mà ông còn bảo ta bỏ qua, đúng là thú vị. Nghe vậy, sắc mặt ông lão lập tức thay đổi, ông ta vội nói, Diệp thiếu, ta sẽ lập tức giết chết bọn họ. Dứt lời, ông ta xoay người, sau đó đánh tới một trường. Mấy người Mộ Lang còn chưa kịp phản ứng đã bị giết chết. Sau khi giết chết mấy người nhóm Mộ Lang, ông lão lại nói, Diệp thiếu, bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ giải tán Thiên Tông. Nhưng Diệp Huyên đột nhiên vung tay. Ông lão cứ thế tan biến. Nhân từ. Hắn sẽ không nhân từ, suy xét từ một góc độ khác, nếu hắn không có thực lực, thì kết cục của Thác Bạt Ngạn sẽ như thế nào? Nhân từ với kẻ thù là một hành động vô cùng ngu ngốc. Lúc này, có mấy người đột nhiên chạy tới từ phía xa. Nhìn thấy bọn họ, Diệp Huyên hơi ngạc nhiên, những người vừa đến hắn đều quen cả,
chính là mấy người nhóm Mạc Vân Khởi. Cả Khương Cửu cũng ở đây. Khương Cửu vẫn mặc một bộ chiến giáp, khí phách hiên ngang. Nhìn thấy Diệp Huyên, Mạc Vân Khởi lập tức chạy đến, hắn ta cười nói, Diệp Thổ Phỉ, ta còn tưởng ngươi chết ở bên ngoài rồi chứ. Nói xong, hắn ta ôm chặt lấy Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, mạng của ta lớn lắm. Mạc Vân Khởi cười ha hả, ta biết ngươi mạng lớn, người bình thường hoàn toàn không thể giết chết ngươi. Diệp Huyên nghiêm túc nói thừa, người có thể giết ta còn chưa ra đời đâu. Mạc Vân Khởi thoáng sửng sốt, sau đó, hắn ta lắc đầu, da mặt ngươi lại càng dày hơn rồi. Diệp Huyên cười to. Sau đó, mọi người vui vẻ tụ họp với nhau. Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch uống đến say mềm, còn Diệp Huyên thì vẫn tỉnh táo, hắn đi ra ngoài đại diện, thấy Thác Bạt Ngạn đang ngồi trước thềm đá. Diệp Huyên đi tới bên cạnh Thác Bạt Ngạn. Thác Bạt Ngạn nhẹ giọng hỏi, chàng phải đi rồi sao? Diệp Huyên gật đầu. Thác Bạt Ngạn không nói gì. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, một tia kiếm quang bay vào người Thác Bạt Ngạn, kiếm khí này ở bên trong cơ thể nàng, chỉ cần thực lực của đối phương không vượt qua ta, nàng có thể sử dụng kiếm khí này giết chết đối phương trong nháy mắt, hơn nữa kiếm khí này sẽ không biến mất. Thác Bạt Ngạn gật đầu, được. Diệp Huyên mở lòng bàn tay. Một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trước mặt Thác Bạt Ngạn, trong chiếc nhẫn chứa đồ này có một ít thần cực tinh và một vài cách tu luyện, nàng tu luyện theo nó, thực lực sẽ được nâng cao rất nhiều. Thác Bạt Ngạn cười hỏi, còn gì nữa không? Diệp Huyên lắc đầu, hết rồi. Thác Bạt Ngạn cất nhẫn chứa đồ, sau đó nhẹ giọng nói, đi thôi. Diệp Huyên thoáng do dự, sau đó nói, vậy ta đi đây. Thác Bạt Ngạn muốn nói lại thôi. Lúc này, Diệp Huyên đã biến mất. Thấy Diệp Huyên biến mất, Thác Bạt Ngạn hơi ngẩn người, nàng ta nhìn về phía chân trời xa xôi, ánh mắt dần trở nên đờ đẫn. Không biết đã bao lâu trôi qua, Thác Bạt Ngạn mới thu hồi tầm mắt, nét mặt ủ rũ. Mà lúc này, một tia kiếm quang chợt bay đến trước mặt Thác Bạt Ngạn, một khắc sau, kiếm quang tản đi, Diệp Huyên xuất hiện. Thác Bạt Ngạn sửng sốt, Diệp Huyên nhếch môi, tối nay ta không đi nữa. Thác Bạt Ngạn đột nhiên ôm lấy Diệp Huyên, run rẩy nói, hôn ta. Diệp Huyên. Một đêm vô cùng mất hồn. Ngày hôm sau. Sáng sớm, một tia kiếm quang bay lên từ trong hoàng cung, thoáng chốc biến mất ở cuối chân trời. Trong đại điện nào đó, Thác Bạt Ngạn đang nằm trên giường chợt mở mắt, nàng ta quay đầu nhìn sang, khi nhìn thấy Diệp Huyên bên cạnh đã biến mất, nàng ta im lặng một lúc rồi khẽ mỉm cười. Sau đó, Thác Bạt Ngạn đứng dậy, nhưng vừa đặt chân xuống đất, hai chân nàng ta thoáng run rẩy, suýt ngã xuống đất. Trong một gian đại điện khác, Mạc Vân Khởi ngồi dậy, hắn ta lắc đầu, men rượu thoáng chốc biến mất, hắn ta quay đầu nhìn sang, Bạch Trạch đang nằm như lợn chết ở cách đó không xa. Mạc Vân Khởi lắc đầu, hắn ta muốn gọi Bạch Trạch dậy, nhưng Bạch Trạch đột nhiên mở mắt, sau đó, y ngồi dậy nhìn về phía xa, đi rồi à? Mạc Vân Khởi gật đầu, đi rồi. Bạch Trạch gật đầu, vậy thì đi thôi. Dứt lời, y đứng dậy rời đi, nhưng y chợt mở lòng bàn tay ra, trong tay y có một chiếc nhẫn chứa đồ, nhìn thấy nó, y sửng sốt. Mạc Vân Khởi cũng mở lòng bàn tay ra, trong tay hắn ta cũng có một chiếc nhẫn chứa đồ. Rõ ràng đều do Diệp Huyên để lại. Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch nhìn nhau, Mạc Vân Khởi lắc đầu cười khẽ cái tên này. Sau khi rời khỏi Thanh Châu, Diệp Huyên đi tới vũ trụ Ngũ Duy. Hiện tại, vũ trụ Ngũ Duy vô cùng sầm uất, chẳng những thế, nó còn đang trong trạng thái thống nhất. Liên minh Ngũ Duy. Đây là một thế lực mà Diệp Huyên sáng lập ra, mà bây giờ, dù Diệp Huyên không ở đây, nhưng thế lực này vẫn trở thành thế lực đứng đầu vũ trụ Ngũ Duy. Mà người quản lý chính của Liên minh Ngũ Duy bây giờ chính là mấy người nhóm Quan Âm. Diệp Chi Mệnh và Đại tế Ti A Mục vẫn luôn đi theo Diệp Huyên năm đó. Ngũ Duy Điện. Phía trước đại điện có hai pho tượng, một người là thiên đạo Ngũ Duy Mộ Niệm Niệm, một người khác chính là Diệp Huyên. Năm đó nếu không nhờ Mộ Niệm Niệm và Diệp Huyên, vũ trụ Ngũ Duy này đã không còn. Bây giờ Diệp Huyên chẳng những là minh chủ của Liên minh Ngũ Duy, mà còn là thần bảo hộ của vũ trụ Ngũ Duy. Ngũ Duy Thành. Có thể nói. Bây giờ Ngũ Duy Thành là thành thị phồn hoa nhất ở vũ trụ Ngũ Duy,
Lúc trước sau khi Diệp Huyên rời đi, dưới sự dẫn dắt của mấy người nhóm A Mục và Quan Âm, Ngũ Duy Thành này đã phát triển hơn mấy chục lần. Trong thành tập trung các thế lực đến từ vũ trụ Ngũ Duy. Hôm nay, một người đàn ông đi vào Ngũ Duy Thành. Người đàn ông đó chính là Diệp Huyên. Hắn không lập tức đi tìm mấy người nhóm Quan Âm mà muốn ngắm nhìn vũ trụ Ngũ Duy hiện tại trước. Đương nhiên trước giờ hắn chưa từng quên vũ trụ Ngũ Duy, năm đó hắn từng cam kết với Niệm Tỷ rằng, chỉ cần Diệp Huyên hắn còn sống, hắn sẽ vẫn luôn bảo vệ vũ trụ Ngũ Duy. Sau khi đi vào Ngũ Duy Thành, hắn chợt cảm thấy rất thoải mái. So với trước đây, Ngũ Duy Thành bây giờ rộng lớn hơn rất nhiều, chỉ con đường thôi đã rộng khoảng trăm trượng. Trên đường ngựa xe như nước, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Hai bên đường là những cửa hiệu, trong cửa hiệu có nhân viên đang gọi khách. Diệp Huyên vừa đi vừa cười. Ở nơi này, hắn mới cảm nhận được hơi thở của cuộc sống. Ở nơi như đạo lâm giới hoàn toàn không có cảm giác này, vì người ở đó gần như đều theo đuổi đại đạo và trường sinh. Ở nơi đó chỉ có tu luyện, cướp đoạt và bị cướp. Còn ở vũ trụ Ngũ Duy, đa số mọi người đều chỉ theo đuổi việc sinh tồn. Thật ra như thế rất tốt. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, tiếp tục tiến về phía trước. Một lát sau, Diệp Huyên cảm thấy hơi nhàm chán, hắn vẫn đang đợi, đợi có người nhận ra hắn, nhưng cả một đoạn đường, không có một ai nhận ra hắn cả. Bên ngoài thành còn có pho tượng của hắn đấy. Sao những người này lại không nhận ra hắn nhỉ? Hơn nữa, an ninh trật tự trong thành cũng quá tốt, hắn chẳng gặp được một người xấu nào cả. Mẹ kiếp! Không có người xấu thì làm sao hắn làm màu được? Diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân cũng được mà. Sau khi đi được một đoạn, vẫn không có ai nhận ra hắn, cũng không có ác bá nào trêu đùa mỹ nữ nhà lành. Diệp Huyên cảm thấy không thú vị gì cả, hắn đang định đi tìm Quan Âm và Diệp Chi Mệnh thì ngay lúc này, phía xa chợt vang lên tiếng ồn ào, hai mắt Diệp Huyên sáng lên, hắn vội vàng đi tới. Diệp Huyên đi tới trước một cửa tiệm này rất lớn, có thể nói là lớn nhất trong khu vực này, đủ để chứa trên trăm người. Lúc này, xung quanh cửa tiệm đã tụ tập vô số người. Trong cửa tiệm có một ít cổ vật, mà lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi đang giằng co với một cô gái. Người đàn ông trẻ tuổi mặc áo bào xa xỉ, tay cầm một cây quạt xếp, vừa nhìn đã biết không phải người bình thường, còn cô gái đối diện hắn thì mặc váy trắng đơn giản, dung mạo thanh tú, thái độ kiêu ngạo. Sắc mặt người đàn ông hơi u ám, Phu Linh Nhi, ta nhìn chúng thứ này trước. Phu Linh Nhi lạnh nhạt đáp, ngươi nhìn chúng thì nó là của ngươi à? Là ngươi nhìn chúng nó trước, nhưng ta là người trả tiền trước. Người đàn ông trẻ tuổi lạnh lùng nói, Phu Linh Nhi, cô đừng tưởng cô là người của Vu tộc là có thể phách lối. Phu Linh Nhi lạnh nhạt nói, quan cảnh, người khác sợ âm linh tộc của ngươi, nhưng Vu tộc ta thì không. Ông chủ cửa hàng ở một bên vô cùng khó xử, ông ta không thể đắc tội ai trong hai người này cả. Lúc này, quan cảnh chợt nói, Phu Linh Nhi, ta cho cô biết, ta nhất định phải lấy được thứ này. Phu Linh Nhi nở nụ cười khinh thường, chỉ dựa vào ngươi ư. Ngươi cho rằng ngươi là tộc nhân của Quan Âm cô nương thì Vu tộc ta sẽ sợ ngươi à? Quan cảnh lạnh lùng nói, sở dĩ cô kiêu ngạo như thế không phải vì cô là tộc nhân của Đại Tế Ti Vu tộc à? Nghe thấy lời của hai người, Diệp Huyên hơi nhíu mày. Dù bây giờ vũ trụ Ngũ Duy này rất phồn hoa, rất hiên bính, nhưng trong góc khuất vẫn có rất nhiều vấn đề. Phải biết rằng trong liên minh Ngũ Duy không chỉ có mỗi nhân tộc mà còn có rất nhiều chủng tộc khác nữa. Những chủng tộc này ở trong liên minh Ngũ Duy, chắc chắn sẽ có mâu thuẫn hoặc lớn hoặc nhỏ. Lúc này, Phu Linh Nhi nhìn về phía ông chủ, ông bán cho ai? Quan cảnh cũng nhìn ông ta. Ông chủ của cửa tiệm lập tức cười khổ, ông ta không thể đắc tội ai trong hai người này cả. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên bước ra, hắn nhìn quan cảnh và Phu Linh Nhi, sau đó nhìn về phía ông chủ, thứ này là ai để ý trước? Ông chủ thoáng do dự. Sau đó đáp, hai người đều để ý. Diệp Huyên cười nói, dù gì cũng phải có trước hoặc sau mà. Ông chủ nhìn Diệp Huyên, sau đó khẽ thở dài, công tử, cậu đừng nhúng tay vào chuyện này. Diệp Huyên đang định đáp lời thì Diệp Huyên chợt nhìn hắn, ngươi là ai? Diệp Huyên nhìn về phía Vu Linh Nhi,
cười nói, khi nãy từ trong cuộc trò chuyện của hai người, ta được biết người để ý đến thứ này trước là quan cảnh công tử, đúng không? Phu Linh Nhi nhìn chằm chằm Diệp Huyên, là hắn nhìn chúng trước, nhưng ta trả tiền trước. Diệp Huyên nhìn thứ hai người đang tranh giành, đó là một miếng sắt màu đen, hắn cầm lên quan sát, đối với hắn, thứ này chẳng khác nào rác rưởi, nhưng ở một nơi như vũ trụ ngũ duy thì nó cũng không tệ. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó hắn mở lòng bàn tay, hai thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn, hắn động tâm niệm, hai thanh kiếm bay tới trước mặt quan cảnh và Vu Linh Nhi, hai người đừng tranh giành miếng sắt này nữa. Ta tặng hai người một thanh kiếm, chắc chắn chất lượng hơn miếng sắt này, hai người thấy sao? Ông chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, sau đó, ông ta thoáng nhíu mày, sao lại trông quen mắt thế nhỉ? Quan cảnh nhìn thanh kiếm trước mặt, hắn ta thoáng do dự, sau đó nói, vị huynh đài này, ta không lấy thanh kiếm này đâu, cũng không cần miếng sắt kia nữa. Rõ ràng hắn ta đã nhìn thấu sự bất phàm của Diệp Huyên. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, không sao, ta tặng thì ngươi cứ nhận đi. Quan cảnh thoáng do dự, sau đó đáp, vậy thì cảm ơn. Nói xong, hắn ta nhận lấy kiếm. Diệp Huyên nhìn về phía Vu Linh Nhi, Vu Linh Nhi nhìn Diệp Huyên, cười nhạt, tại sao ta phải nể mặt ngươi, ngươi nghĩ mình là ai? Nghe vậy, Diệp Huyên cau mày. Lúc này, Vu Linh Nhi ném kiếm của Diệp Huyên đi, chẳng những thế, nàng ta còn gạt phăng miếng sắt, đi tới trước mặt Diệp Huyên, nhìn thẳng vào Diệp Huyên, ngươi còn cau mày nữa. Ngươi không vui à? Diệp Huyên cười nói, ta đã nhìn ra rồi. Cô là đang cố ý gây chuyện đúng không? Vu Linh Nhi cười nói, ta cố ý gây chuyện đó, người muốn đánh ta à? Diệp Huyên đột nhiên giơ tay tát một cái. Chát! Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Vu Linh Nhi đã bị tát bay ra đường. Mọi người đều sững sờ. Đánh rồi! Vu Linh Nhi là người của Vu tộc đấy. Vu tộc là một thế lực thế nào? Đại tế ti Vu tộc A Mục kia là trưởng lão quản sự của liên minh ngũ duy, quyền thế ngút trời. Quan cảnh nhìn Diệp Huyên, trong mắt lộ vẻ tò mò và đề phòng. Lúc này, ông chủ bên cạnh run rẩy nói, vị công tử này, cậu, nàng là người của Vu tộc đấy. Diệp Huyên lạnh lùng hỏi, Vu tộc thì sao? Ông chủ cười khổ, công tử, cậu có biết đại tế ti Vu tộc A Mục không? Diệp Huyên cười đáp, đương nhiên là biết rồi. Ông chủ thoáng do dự, sau đó nói, vậy cậu có biết đại tế ti này là trưởng lão trong liên minh ngũ duy của chúng ta không? Nàng ta có quyền thế ngút trời, cậu. Nói đến đây, ông ta thoáng im lặng, sau đó nói, điều quan trọng nhất là thần bảo hộ Diệp minh chủ của vũ trụ ngũ duy chúng ta còn là vô thị của đại tế ti này. Diệp Huyên. Lúc này, Vu Linh Nhi chợt oán hận nói, người dám đánh ta. Diệp Huyên nhìn về phía Vu Linh Nhi. Hắn đang định đáp lời thì phía xa chợt vang lên tiếng vó ngựa, một khắc sau, người hai bên đường vội tản ra, sau đó, hơn 50 kỵ binh mặc chiến giáp màu đen lao tới. Thấy cảnh này, ông chủ bên cạnh Diệp Huyên run rẩy nói, công tử, đây là kỵ binh Vu tộc. Kỵ binh Vu tộc. Lúc này, đám kỵ binh kia lao tới trước cửa tiệm, dẫn đầu là một người đàn ông, khi nhìn thấy dấu tay sưng đỏ trên mặt Vu Linh Nhi, sắc mặt gã lập tức trở nên dữ tợn, là ai? Tiếng nói như dã thú gầm thét. Vu Linh Nhi đứng dậy, nàng ta oán hận nói, ca ca, là nhân loại này, nhân loại đê tiện này làm đấy ạ. Nhân loại đê tiện. Diệp Huyên nhíu mày. Người đàn ông của Vu tộc nhìn về phía Diệp Huyên, là ngươi sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Trong mắt người đàn ông lóe lên sát khí, ai cho ngươi lá gan đó vậy? Dứt lời, gã tiến về phía trước. Đấm một quyền về phía Diệp Huyên. Nhưng cú đấm này lại đánh vào không khí. Vì không biết Diệp Huyên đã lùi xa mấy trượng từ bao giờ. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt quan cảnh lóe lên vẻ khiếp sợ. Thực lực của người đàn ông này là thủy nguyên cảnh đấy. Sau khi đánh trúng không khí, người đàn ông cũng hơi sửng sốt, gã nhìn Diệp Huyên, híp mắt lại, ngươi là ai? Diệp Huyên đang định lên tiếng thì người đàn ông đã gằn giọng, ngươi là ai không quan trọng, ngươi dám động vào người của Vu tộc ta nhất định sẽ giết chết cả nhà ngươi. Nói xong, gã lại xông lên, đánh một quyền về phía Diệp Huyên. Cú đấm này nhanh hơn cú đấm trước đó, cũng dùng nhiều sức hơn. Nhưng vừa mới ra quyền,
một bàn tay đã tát lên mặt gã. Chát! Sau tiếng bạt tai vang dội, người đàn ông lập tức bay ra xa. Mọi người kinh ngạc. Diệp Huyên nhìn thanh niên đó, đang định lên tiếng thì gã chợt gào lên, giết! Giết hắn cho ta! Mệnh lệnh vang lên, những kỵ binh Vu tộc bên cạnh gã lập tức xông về phía Diệp Huyên. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Diệp Huyên dần trở nên lạnh như băng. Khi những kỵ binh kia muốn xông tới trước mặt Diệp Huyên, một tình cảnh kỳ lạ chợt xuất hiện. Những kỵ binh kia đứng yên tại chỗ như bị điểm huyệt, cùng lúc đó, tất cả bọn họ đều đồng loạt bị chém mất một cánh tay. Trong nháy mắt, vô số máu tươi bắn ra, cực kỳ đẫm máu. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều hoảng hốt. Quan cảnh nhìn Diệp Huyên với vẻ khó tin, người không ngừng run rẩy. Lúc này, ông chủ của cửa tiệm cũng vô cùng sợ hãi, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống trên mặt ông ta. Còn Vu Linh Nhi thì đã hóa đá tại chỗ. Diệp Huyên nhìn người đàn ông Vu tộc cũng đang ngơ ngác, người muốn tiêu diệt cả nhà ta ư. Người đàn ông nhìn chằm chằm Diệp Huyên, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Huyên cười nói, biết vì sao ta không giết ngươi không? Người đàn ông đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một tấm vu lệnh đột nhiên bay lên từ trong tay gã. Gọi người. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, ngươi thật sự không nhận ra ta à? Người đàn ông Vu tộc nhìn chằm chằm Diệp Huyên, một lát sau, gã cau mày, sao cảm thấy người này quen thế nhỉ? Lúc này, chân trời phía xa chợt rung động dữ dội, một khắc sau, có một ông lão đi tới. Cường giả Vu tộc. Nhìn thấy ông lão, người đàn ông lập tức mừng rỡ, vội nói, đại trưởng lão. Đại trưởng lão Vu tộc. Sau khi đi đến nơi này, nhìn thấy những kỵ binh Vu tộc bị cụt tay, sắc mặt đại trưởng lão lập tức trở nên lạnh lẽo, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, nhưng khi nhìn thấy Diệp Huyên, ông ta lập tức như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Người đàn ông trẻ tuổi đang định cất lời thì đại trưởng lão Vu tộc chợt xoay người tát gã một cái. Chát! Dưới ánh nhìn của mọi người, thân thể của người đàn ông kia thoáng chốc vỡ tan. Ai cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Hành động gì thế này? Quan cảnh ở một bên nhìn về phía Diệp Huyên, một lúc sau, hắn ta như nhớ ra điều gì, con người chợt co lại, thân thể bắt đầu run rẩy. Sau đó, hắn ta bóp nát một lá bùa truyền âm. Không chỉ có quan cảnh mà ông chủ cửa hiệu cũng đã phát hiện ra điều gì, ông ta lập tức bóp nát một lá bùa truyền âm, thông báo cho ông chủ phía sau. Một vài người vốn đang xem kịch cũng lập tức lấy bùa truyền âm ra bóp nát. Chưa được bao lâu, toàn bộ Ngũ Duy Thành đã trở nên xôn xao, vô số hơi thở mạnh mẽ lan tràn khắp tứ phương, sau đó lao về một hướng. Ngũ Duy Điện. Quan Âm đang xử lý công việc chợt buông quyển trục trong tay xuống, một khắc sau, nàng ta híp mắt, sau đó, nàng ta bóp nát quyển trục trong tay, đứng dậy đi ra ngoài điện. Tất cả mọi người trong điện đều ngơ ngác. Nhưng sau đó, dường như bọn họ nhận được tin tức gì nên lập tức bỏ lại tất cả công việc trong tay, lao ra ngoài điện. Người đàn ông kia về rồi. Vu tộc. A Mục đang xử lý công việc chợt dừng lại, sau đó, nàng ta ngẩng đầu, nhanh chóng biến mất. Vô số cường giả Vu tộc nhanh chóng bay tới một nơi. Ở nơi khác. Trong một trạch viện, Diệp Chi Mệnh buông cổ tịch trong tay xuống, sau một hồi im lặng. Nàng ta khẽ cười nói, về rồi sao? Trên đường, người đàn ông trẻ tuổi bị đại trưởng lão đánh vỡ thân thể bằng một cái tát vô cùng bối rối. Gã nhìn đại trưởng lão Vu tộc với vẻ khó tin, đại trưởng lão. Đại trưởng lão chợt hét to, im miệng, quỳ xuống. Quỳ xuống. Người đàn ông ngây người, sau đó hỏi, vì sao? Đại trưởng lão Vu tộc giận dữ quát, nếu còn không quỳ xuống. Lão Phu giết chết ngươi. Người đàn ông khẽ run rẩy. Lúc này, Vu Linh Nhi vội vàng đi tới trước mặt gã. Nàng ta đè người đàn ông quỳ xuống. Bản thân nàng ta cũng tự quỳ xuống. Chẳng những thế, nàng ta còn vùi đầu xuống đất. Người không ngừng run rẩy, cực kỳ sợ hãi. Rõ ràng nàng ta đã phát hiện ra thân phận của Diệp Huyên. Lúc này, những cường giả Vu tộc cụt tay cũng đồng loạt quỳ xuống. Không chỉ có bọn họ mà những người xung quanh cũng thế. Thần bảo hộ của vũ trụ Ngũ Duy. Đại trưởng lão Vu tộc đi tới trước mặt Diệp Huyên, ông ta muốn quỳ xuống,
nhưng đã bị một lực lượng giữ lại. Diệp Huyên cười hỏi, đại trưởng lão, vẫn khỏe chứ? Đại trưởng lão Vu tộc cười khổ, Vu thị đại nhân, không ngờ lại gặp nhau theo cách này, là... Ta thấy thật xấu hổ. Vu thị, nghe thấy lời của đại trưởng lão Vu tộc, lúc này người đàn ông đã hiểu ra. Gã bối rối nhìn về phía Diệp Huyên. Vu thị. Đây là Vu thị của đại tế ti, cũng chính là Vu thị của cả Vu tộc. Sở dĩ Vu tộc có vinh dự như ngày hôm nay đều là nhờ người đàn ông này. Vu thị mạnh nhất của Vu tộc từ trước đến giờ. Thậm chí địa vị còn cao hơn cả tộc trưởng và đại tế ti. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ta hơi thất vọng. Thất vọng. Nghe vậy, đại trưởng lão Vu tộc khẽ rung, ông ta lại quỳ xuống, nhưng Diệp Huyên không cho ông ta quỳ. Diệp Huyên cười nói, vấn đề này không chỉ là vấn đề của Vu tộc, sau này từ từ thay đổi. Đại trưởng lão Vu tộc vội nói, được. Lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, người đó chính là Quan Âm. Thấy Diệp Huyên, Quan Âm nhìn hắn, người còn biết về à? Diệp Huyên thật sự đã đi quá lâu. Diệp Huyên cười nói, vũ trụ ngũ duy thay đổi rất nhiều. Dứt lời, hắn nhìn những nhân vật lớn của ngũ duy ở sau lưng Quan Âm, mọi người làm rất tốt. Nghe vậy, những người đó vội vàng hành lễ. Trước đó rất nhiều người cũng chưa từng gặp Diệp Huyên, vì bọn họ vừa vào liên minh ngũ duy không lâu, nhưng dù thế, không có ai không kính trọng Diệp Huyên cả. Lúc này, đại tế ti Vu tộc dẫn theo nhóm cường giả Vu tộc xuất hiện, lúc nhìn thấy Diệp Huyên, những cường giả Vu tộc kia vội vàng quỳ xuống hành lễ, bái kiến Vu thị. Vu thị. Diệp Huyên nhìn về phía A Mục dẫn đầu, hắn khẽ mỉm cười, đại tế ti của ta. Đại tế ti. A Mục đi tới trước mặt Diệp Huyên, nàng ta khẽ mỉm cười, về rồi sao? Diệp Huyên gật đầu. A Mục nhìn những cường giả Vu tộc bị cụt tay ở xung quanh, nàng ta im lặng một lát rồi nói, ta sẽ cho ngươi một lời giải thích thỏa đáng. Trước khi đến, nàng ta đã biết ngọn nguồn của chuyện này rồi. Diệp Huyên nhìn những cường giả Vu tộc xung quanh, cười nói, vũ trụ ngũ duy đã phát triển hơn trước đây, nhưng cũng có chút vấn đề, có điều đó cũng không phải vấn đề lớn, đúng không? A Mục cười nói, đương nhiên rồi. Diệp Huyên cười to, chúng ta đổi sang một nơi khác đi. Hắn phát hiện bây giờ nơi này tập trung rất nhiều người, có thể nói là người đông nghìn nghịt. Quan Âm cười nói, không chào hỏi mọi người sao? Diệp Huyên cười ha ha, hắn chậm rãi bay lên, khi bay lên không trung, hắn phát hiện người của cả thành đều đang nhìn hắn. Diệp Huyên. Thần bảo hộ. Đối với Diệp Huyên, có vài người vẫn còn khá xa lạ. Vì Diệp Huyên đã rời đi lâu lắm rồi. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên cười nói, chào mọi người. Mọi người nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát, sau đó hắn mở lòng bàn tay, vung tay lên, trong nháy mắt, vô số thiên cực tinh rơi xuống từ trên không trung. Thiên cực tinh. Thứ này đã không còn tác dụng quá lớn với hắn nữa rồi, nhưng trong người hắn vẫn còn khoảng mấy tỷ. Hắn thẳng tay đưa ra 100 triệu. Lúc đón được thiên cực tinh, những người trong thành đều trở nên xôn xao. Thiên cực tinh không có tác dụng quá lớn với Diệp Huyên, nhưng với người của vũ trụ ngũ duy thì khác, đây chắc chắn là một thứ vô cùng hiếm có. Vô số người đồng loạt quỳ xuống, tạ ơn Diệp Minh Chủ. Tiếng hô như sấm rền, chấn động tận trời. Diệp Huyên trên không trung cười khẽ, hắn đáp xuống đất, sau đó đưa mắt nhìn mọi người, một khắc sau, hắn vung tay phải. Mọi người lập tức biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa thì đã đi tới Ngũ Duy Điện. Trong điện, tất cả mọi người của Liên minh Ngũ Duy đều đã đến. Người ở đây, có thể nói là những người cường đại và có quyền có thế nhất vũ trụ Ngũ Duy. Diệp Huyên đảo mắt nhìn một vòng, sau đó cười nói, trên đường khi nãy xảy ra chút chuyện không vui. Chuyện này không nghiêm trọng lắm, nhưng ta phát hiện ra chút mâu thuẫn, có lẽ chư vị cũng biết mâu thuẫn này là gì. Nói đến đây, hắn im lặng một lát rồi mới tiếp tục, ta biết nơi nào có người thì sẽ có mâu thuẫn. Đặc biệt là một gia đình lớn như vũ trụ ngũ duy chúng ta, trong một gia đình lớn có rất nhiều chủng tộc, giữa các chủng tộc khác nhau chắc chắn không thể hoàn toàn đoàn kết. Mọi người im lặng lắng nghe, không ai lên tiếng. Thật ra những người ở đây đều đang đại diện cho thế lực hoặc gia tộc đứng sau bọn họ. Diệp Huyên nói tiếp,
vấn đề này nên giải quyết thế nào do mọi người quyết định, ta chỉ nói ra thôi. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, A Mục và Quan Âm đều nhìn hắn. Người này phủi tay sạch sẽ thật đấy. Lúc này, Diệp Huyên cười nói, lần này trở về cũng có mang cho mọi người một phần quà. Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay, mấy chục chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện. Nhìn thấy những chiếc nhẫn chứa đồ này, mọi người tỏ vẻ kích động. Khi nãy Diệp Huyên lấy những thần cực tinh kia ra, bọn họ cũng rất ao ước. Diệp Huyên nhìn mọi người, sau đó cười nói, trong mấy chiếc nhẫn chứa đồ này có một vài truyền thừa và một ít thiên cực tinh, những thứ này đủ để bản thân mọi người và thế lực phía sau trở nên mạnh hơn. Về phần mạnh bao nhiêu, ta chỉ có thể nói, nó sẽ hoàn toàn thay đổi thực lực của vũ trụ ngũ duy chúng ta. Nghe vậy, ánh mắt mọi người lập tức trở nên nóng bỏng. Lúc này, Diệp Huyên nói tiếp, ta không có dục vọng quá lớn với quyền lợi, cũng không thích quản lý chuyện gì. Nhưng ta vẫn sẽ làm minh chủ của vũ trụ ngũ duy này. Yêu cầu của ta rất đơn giản, ta hy vọng vũ trụ ngũ duy phát triển tốt, không mong có người phá hoại sự đoàn kết của vũ trụ ngũ duy, không ai có quyền đó cả. Nói xong, hắn nhìn về phía A Mục, vu tộc cũng không thể. Hắn biết vì hắn nên vu tộc có địa vị khá đặc biệt trong liên minh ngũ duy, chính vì thế nên một vài người trong vu tộc có hơi càn quấy. A Mục gật đầu, vu tộc ta sẽ thay đổi. Diệp Huyên cười nói, bảo người trẻ tuổi của vu tộc dõi mắt nhìn ra ngoài đi, thế giới bên ngoài rất rộng lớn, các vị cũng vậy, ai cũng đều có thể nhìn ra thế giới bên ngoài. Lúc này, một người chợt hỏi, Diệp Minh Chủ, bây giờ ngài đã mạnh đến mức nào rồi vậy? Mọi người nhìn về phía Diệp Huyên, đều rất tò mò. Diệp Huyên cười đáp, đừng hỏi, hỏi thì ta chỉ có thể trả lời là vô địch thôi, ha ha. Mọi người, vô địch. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, các cường giả của vũ trụ ngũ duy đang có mặt trong điện đưa mắt nhìn nhau, trong lòng mọi người đều thấy khiếp sợ không thôi. Nửa canh giờ sau, mọi người rời đi, trong điện chỉ còn lại Quan Âm và A Mục. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, hai chiếc nhẫn chứa đổ bay đến trước mặt hai cô gái. Hai cô gái nhìn Diệp Huyên, cũng không nhận lấy hai chiếc nhẫn chứa đổ kia. Diệp Huyên nói, bây giờ ta đã đến gần với cảnh giới cao nhất của vũ trụ, chính là vô cảnh, cũng có nghĩa là không có cảnh giới chân chính. Trong chiếc nhẫn chứa đồ này có rất nhiều truyền thừa, cũng có truyền thừa của vô cảnh và tài nguyên đủ để các cô tu luyện đến vô cảnh. Nói xong, hắn khẽ mỉm cười, sau này, các cô có thể từ từ dừng nắm quyền, đương nhiên là phải giao quyền cho người các cô thấy tin tưởng. Hai cô gái im lặng. Diệp Huyên cười hỏi, sao vậy? Quan Âm nói, chúng ta sẽ chuyên tâm tu luyện, nhưng chúng ta đều rất thích nơi này, không muốn rời đi. A Mục cũng gật đầu, nơi này có tộc nhân của ta cũng không muốn đi. Diệp Huyên cười to, ta không bảo các cô rời đi, ta chỉ bảo các cô đừng vì vũ trụ ngũ duy mà làm chậm trễ việc tu luyện của bản thân. Quan Âm đột nhiên nói, có phải ngươi phải đi rồi không? Diệp Huyên gật đầu. Quan Âm im lặng một lát rồi hỏi, sẽ còn trở về chứ? Diệp Huyên cười đáp, chắc chắn là có rồi. Thanh Châu và vũ trụ ngũ duy đều là nơi hắn sẽ không bao giờ quên. Quan Âm cười nói, nơi này luôn đợi ngươi trở về. Còn nữa, vị trí minh chủ ngũ duy mãi mãi là của ngươi. Ngươi đừng từ chối, vì ngoài ngươi ra, không ai có thể khiến mọi người tin phục nữa cả. Quan Âm nói đúng, bây giờ vũ trụ ngũ duy có quá nhiều chủng tộc. Nếu không có một cường giả siêu cấp chấn giữ, vũ trụ ngũ duy chắc chắn sẽ hỗn loạn. Mà Diệp Huyên rất thích hợp, vì hắn đã từng cứu vũ trụ ngũ duy. Diệp Huyên cười nói, ta sẽ không từ chối vị trí minh chủ này, nhưng việc cai quản vũ trụ ngũ duy vẫn cần có các cô. Quan Âm liếc Diệp Huyên, biết ngay ngươi sẽ nói thế. Diệp Huyên cười ha hả. Một lát sau, hắn nói, ta muốn nói hai việc quan trọng, thứ nhất, các cô phải nhìn xa hơn. Nói đến đây, hắn kể lại chuyện của Thiên Tông ở Thanh Châu. Sau khi Diệp Huyên nói xong, sắc mặt Quan Âm và A Mục đều trở nên lạnh lẽo. Quan Âm trầm giọng nói, người yên tâm, sau này sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa. Diệp Huyên gật đầu, chuyện thứ hai chính là chuyện vừa xảy ra khi nãy, ta phát hiện, giữa các tộc vẫn còn có mâu thuẫn, đặc biệt là vu tộc. Dứt lời, hắn nhìn về phía A Mục, cô phải quản lý người của cô.
A Mục gật đầu, ta biết. Diệp Huyên cười khẽ, những việc cần dặn dò ta đã dặn dò cả rồi, ta cũng nên đi thôi. Hai cô gái vội đứng lên, A Mục thoáng do dự, sau đó nói, không ở thêm mấy ngày à? Diệp Huyên cười đáp, con đường sau này còn rất dài, ta phải bước nhanh hơn. Lúc trước khi cho rằng Vô Cảnh đã rất gần với Thanh Nhi, hắn cảm thấy bản thân sắp đuổi kịp bước chân của Thanh Nhi rồi. Nhưng sự thật tàn khốc cho hắn biết, cường giả Vô Cảnh ở trước mặt Thanh Nhi vẫn chẳng khác gì một đứa bé. Con đường hắn phải đi còn rất dài. Một lát sau, Diệp Huyên rời đi. A Mục nhìn bóng lưng Diệp Huyên biến mất ở phía xa, không biết đang nghĩ gì. Quan Âm cười nói, hắn sẽ còn trở lại. A Mục gật đầu, ta biết, có điều không biết sau lần này, sẽ bao lâu nữa hắn mới trở về. Quan Âm cười nói, ta cảm thấy, sau này hắn sẽ trở về thường xuyên. A Mục nhìn Quan Âm, vì sao? Quan Âm cười đáp, vì ta có thể cảm nhận được hắn có tình cảm với cô. A Mục lắc đầu, nhảm nhí. Quan Âm cười to, cô không cảm nhận được sao? A Mục không nói gì. Quan Âm nói tiếp, nơi này có sự ràng buộc với hắn, chắc chắn hắn sẽ trở về. Cô cứ đợi đi. A Mục quay đầu nhìn chân trời bên ngoài điện, một lúc lâu sau đó, nàng ta nở nụ cười. Sau khi rời khỏi đại điện, Diệp Huyên cũng không lập tức rời khỏi vũ trụ ngũ duy mà đi tới một trạch viện. Lúc này, trong trạch viện có một cô gái. Diệp Chi Mệnh. Thấy Diệp Huyên, Diệp Chi Mệnh khẽ mỉm cười, người đến đây làm gì? Diệp Huyên đi tới trước mặt nàng ta, cười đáp, đến gặp bạn cũ. Nghe vậy, Diệp Chi Mệnh cười khẽ. Diệp Huyên ngồi xuống trước mặt Diệp Chi Mệnh, gần đây cô thế nào? Diệp Chi Mệnh cười nói, ngày ngày nghiên cứu đạo kinh, bây giờ đã hiểu rõ nó rồi. Diệp Huyên chớp mắt, có hứng thú nghiên cứu thứ khác không? Diệp Chi Mệnh cười đáp, để ta xem thử. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, một tia sáng trắng bay vào giữa chân mày Diệp Chi Mệnh, một lát sau, nụ cười trên mặt nàng ta dần biến mất, thay vào đó là vẻ nặng nề. Một lúc sau, Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, lợi hại đấy. Diệp Huyên đặt một chiếc nhẫn chứa đồ xuống trước mặt Diệp Chi Mệnh, nơi này có đủ tài nguyên để cô tu luyện rất lâu, nghiêm túc tu luyện, hy vọng lần sau lúc gặp mặt, cô sẽ đạt tới Vô Cảnh. Nói xong, hắn đứng dậy muốn rời đi. Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, tại sao? Diệp Huyên thoáng sửng sốt, sau đó cười hỏi lại, tại sao cái gì? Diệp Chi Mệnh giơ nhẫn chứa đồ trong tay lên, tại sao lại cho ta những thứ này? Diệp Huyên cười nói, lúc trước, chúng ta đã nương tựa nhau lâu như thế, chắc cô sẽ không quên đúng không? Diệp Chi Mệnh im lặng. Diệp Huyên cười nói, Chi Mệnh, chúng ta ngày sau gặp lại. Nói xong, hắn biến thành một tia kiếm cao ung biến mất ở cuối chân trời. Diệp Chi Mệnh nhìn tia kiếm quang đó, rất lâu không nói một lời. Diệp Huyên đi tới một tinh không, đây là nơi Niệm Tỷ thường hay ở. Niệm Tỷ. Diệp Huyên đảo mắt nhìn xung quanh, khẽ mỉm cười, không thể không nói, hắn thấy hơi nhớ Niệm Tỷ rồi. Diệp Huyên lại nhìn xung quanh một lần nữa, hắn đang định ngự kiếm rời đi thì lúc này, phía xa chợt xuất hiện một chiếc thuyền bay khổng lồ. Không đúng. Không phải thuyền bay. Nó giống như một chiếc tinh hạm, nhưng tinh hạm này trông có hơi kỳ lạ. Bên trên tinh hạm, Diệp Huyên nhìn thấy ba chữ to, Ngân Hà Tông. Ngân Hà Tông. Diệp Huyên ngây người. Đệ cửu. Hắn lập tức nhớ ra đệ cửu phản bội nhân loại kia. Lúc này, Diệp Huyên xuất hiện phía trước tinh hạm, hắn vừa xuất hiện, một lực lượng mạnh mẽ đã bao phủ lấy hắn, một khắc sau, một tia laser bắn nhanh về phía hắn. Diệp Huyên vung tay áo. Tia laser kia lập tức biến mất. Lúc này, một cô gái bay ra từ trong tinh hạp, nhìn thấy cô gái, Diệp Huyên đen mặt, đúng thật là đệ cửu. Hắn không ngờ lại gặp phải nàng ta ở đây. Thấy Diệp Huyên, đệ cửu cũng thoáng sửng sốt, sau đó cười nói, là ngươi. Diệp Huyên đi tới trước mặt đệ cửu, sao cô lại ở đây? Đệ cửu cười đáp, ta dẫn học viên Ngân Hà Tông đi thăm dò vũ trụ. Diệp Huyên nhíu mày, học viên của Ngân Hà Tông. Đệ cửu xoay người chỉ về phía tinh hạm, Diệp Huyên nhìn theo ngón tay của nàng ta,
hắn nhìn thấy một vài học viên trên tinh hạm kia, những học viên này có nam có nữ, ăn mặc kỳ lạ, khá giống với phong cách ăn mặc của nhị nha. Lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện bên cạnh đệ cửu, ông ta mặc một bộ đồ mà Diệp Huyên chưa từng thấy, trên đầu còn đội một cái mũ kỳ lạ, trên bả vai ông ta còn có mấy ngôi sao, hắn cũng không biết nó có ý nghĩa gì. Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó hỏi, đệ cửu cô nương, vị này là... Đệ cửu cười đáp, hắn là thiếu môn chủ của các ông đấy. Thiếu môn chủ. Nghe vậy, người đàn ông trung niên hơi ngạc nhiên. Lúc này, đệ cửu nhìn Diệp Huyên, điều động huyết mạch của ngươi đi. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó, hắn điều động huyết mạch chi lực của mình. Vào khoảnh khắc huyết mạch phong ma được khởi động, người đàn ông trung niên hơi sửng sốt, một khắc sau, ông ta lập tức nghiêm chào, Tổng giáo quan Tiêu Huyền của Ngân Hà Tông bái kiến thiếu môn chủ. Tổng giáo quan. Trong Ngân Hà Tông này, vị trí đó chỉ đứng sau mấy người nhóm Dương Liêm Sương mà thôi. Động tác chào của Tiêu Huyền khiến Diệp Huyên hơi ngạc nhiên, hắn thoáng do dự, sau đó nói, không cần đa lễ. Tiêu Huyền hưng phấn nói, không ngờ lại gặp được thiếu môn chủ ở đây. Nói xong, ông ta xoay người nhìn tất cả học viên trên tinh hạm, đám danh con các ngươi, còn không mau bái kiến thiếu môn chủ. Thiếu môn chủ. Thật ra trong Ngân Hà Tông, phụ thân của Diệp Huyên là người có quyền lực cao nhất, cũng chính là người đàn ông áo xanh. Ngoài Dương Liêm Sương, người của Ngân Hà Tông gần như chưa từng gặp người đàn ông áo xanh, nhưng tất cả người của Ngân Hà Tông đều kính trọng y như thần. Vì nếu không nhờ người đàn ông áo xanh cũng sẽ không có Ngân Hà Tông. Thật ra người đàn ông áo xanh cũng không làm gì cả, Nhị Nha và Tiểu Bạch mới là người giúp Dương Liêm Sương thành lập Ngân Hà Tông. Thật ra hai tiểu tử kia cũng không tốn bao nhiêu công sức, nhưng họ bỏ vốn ra. Chẳng những đưa cho hệ Ngân Hà rất nhiều công pháp tu luyện thần bí còn thay đổi linh khí và hoàn cảnh của hệ Ngân Hà, giúp hệ Ngân Hà tu luyện theo một hướng thích hợp. Hai tiểu tử kia đã thay đổi số phận của toàn bộ hệ Ngân Hà. Mà hai người họ luôn làm dưới danh nghĩa của người đàn ông áo xanh. Dương Liêm Sương cũng biết Ngân Hà Tông muốn ra khỏi hệ Ngân Hà thì phải có một người mạnh mẽ chống lưng. Người đàn ông áo xanh chính là ứng cử viên có 102. Vì thế, dưới sự tâng bốc của họ, người đàn ông áo xanh biến thành một tồn tại tựa như thần ở hệ Ngân Hà. Vì thế, Diệp Huyên cũng biến thành thiếu môn chủ. Lúc này, những học viên trên tinh hạm xôn xao đi tới trước mặt Diệp Huyên, bọn họ tò mò quan sát hắn. Một nữ học viên trong đó nhẹ giọng nói, còn trẻ thế. Diệp Huyên nhìn nàng ta, cười hỏi, trẻ lắm sao? Nữ học viên vội gật đầu, nàng ta do dự một lúc rồi hỏi, thiếu môn chủ, ngài là kiếm tu trong truyền thuyết đó ư? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Mắt nữ học viên sáng lên, ngài có thể biểu diễn Vạn Kiếm Quy Tông không? Diệp Huyên ngây người, Vạn Kiếm Quy Tông. Nữ học viên gật đầu, chính là kiểu rất nhiều kiếm cùng xuất hiện, trông vô cùng ngầu ấy. Diệp Huyên cười to, hắn động tâm niệm, trong nháy mắt, mấy nghìn tia kiếm khí xuất hiện sau lưng hắn, cùng lúc đó, toàn bộ hành tinh đều rung lên. Thấy cảnh này, những học viên khác hoàn toàn hóa đá. Tiêu Huyền cũng trợn tròn mắt, trong mắt là vẻ khó tin. Diệp Huyên nhìn nữ học viên, là thế này à? Nữ học viên nuốt nước miếng, sau đó nói, trời má, lợi hại thật đấy. Tất cả học viên Ngân Hà Tông đang có mặt đều sửng sốt. Đây là người sao? Bọn họ đều luyện võ, cũng từng gặp người luyện võ cường đại, nhưng bọn họ chưa từng gặp người luyện võ mạnh đến mức này. E rằng những kiếm khí dày đặc kia có thể dễ dàng hủy diệt toàn bộ hệ Ngân Hà, không đúng, không phải e rằng mà là chắc chắn có thể, vì sau khi những thanh kiếm này xuất hiện, tinh vực cũng trở nên sôi trào. Chứng tỏ tinh vực này hoàn toàn không chịu nổi lực lượng của kiếm khí. Lúc này, tất cả học viên rung động không thôi. Tình cảnh trước mắt đã đổi mới nhận thức với võ đạo của họ. Thì ra một người có thể mạnh đến mức này. Lúc này, Diệp Huyên mở lòng bàn tay, trong nháy mắt, những kiếm khí kia đồng loạt biến thành kiếm quang bay vào người hắn. Các học viên lấy lại tinh thần, họ nhìn về phía Diệp Huyên, trong mắt mang theo vẻ kính sợ. Nữ học viên trước mặt Diệp Huyên do dự một lúc rồi nói, thiếu tông chủ, ta cũng có thể trở thành kiếm tu chứ.
Các học viên khác cùng nhìn về phía Diệp Huyên với vẻ chờ mong. Diệp Huyên nhìn nữ học viên trước mặt, cười hỏi, người muốn trở thành kiếm tu à? Nữ học viên gật đầu thật mạnh. Diệp Huyên quan sát nữ học viên, nàng ta mặc quần da bó sát người, hắn chưa từng nhìn thấy chất liệu này bao giờ. Quần da bó sát này thể hiện rõ nét đường cong của nàng ta. Vì nàng ta vốn đã rất cao gầy, đôi chân vô cùng dài, chẳng những chân dài mà chỗ nên to cũng rất to. Trong những học viên này, dung mạo và vóc dáng của nàng ta có thể nói là đứng đầu. Diệp Huyên cười hỏi, ngươi tên gì? Nữ học viên vội đáp, Phụng Triều Ca. Phụng Triều Ca. Diệp Huyên cười nói, tên rất hay, ngươi có thể nói ta nghe tại sao ngươi muốn trở thành kiếm tu không? Nữ học viên nói thẳng, để thể hiện. Diệp Huyên đen mặt. Sắc mặt Tiêu Huyền ở bên cạnh cũng hơi khó coi, nhà đầu ngốc này, nói chuyện như thế mà được à? Ngươi không thể nói là để bảo vệ hệ Ngân Hà sao? Dù gì cũng phải nói nghe hiên ngang lẫm liệt một chút chứ. Lúc này, Diệp Huyên chợt cười to. Thấy Diệp Huyên cười, mọi người đều thấy khó hiểu. Một lát sau, Diệp Huyên nhìn Phụng Triều Ca, ta dạy ngươi. Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay, một tia kiếm quang bay vào giữa chân mày Phụng Triều Ca. Ầm. Thân thể Phụng Triều Ca run rẩy dữ dội, vô số tin tức tràn vào đầu. Nhìn thấy cảnh này, những học viên đang có mặt đều tỏ vẻ hâm mộ. Quả nhiên bất cứ lúc nào cũng cần phải to gan và mặt dày. Có một số việc, nếu ngươi không hỏi, không làm, thì chắc chắn ngươi sẽ không có cơ hội, nhưng nếu làm, ngươi chắc chắn sẽ có cơ hội. Từ trước đến giờ, cơ hội đều do bản thân tự nắm bắt. Một lát sau, Phụng Triều Ca chậm rãi mở mắt ra, nàng ta nhìn Diệp Huyên, hưng phấn nói, đây chính là truyền công trong truyền thuyết ư. Diệp Huyên cười to, ta để lại một truyền thừa trong người ngươi, sau này ngươi có thể tu luyện nó, không lâu nữa, chắc chắn ngươi có thể trở thành kiếm tu đứng đầu hệ Ngân Hà. Kiếm tu đứng đầu hệ Ngân Hà. Nghe vậy, hai mắt Phụng Triều Ca lập tức sáng lên. Diệp Huyên nhìn những học viên xung quanh, hắn ngẫm nghĩ, sau đó mở lòng bàn tay, mấy chục chiếc nhẫn chứa đổ bay đến trước mặt mọi người. Diệp Huyên cười nói, đây coi như là quà gặp mặt. Quà gặp mặt. Tiêu Huyền đứng nghiêm hành lễ, hô to cảm ơn thiếu tông chủ. Những học viên khác cũng lấy lại tinh thần, lập tức đồng loạt cúi chào. Diệp Huyên cười khẽ, sau đó nhìn về phía đệ cửu, bây giờ mọi người muốn đi đâu? Đệ cửu đáp, chúng ta phải trở về rồi. Diệp Huyên hơi tò mò, lúc trước mọi người đã đi đến đâu vậy? Đệ cửu chỉ về phía xa, nơi đó có một vách ngăn vũ trụ, chúng ta vẫn chưa phá được, cho nên chỉ có thể đi đến nơi này. Nhưng như thế đã đủ rồi. Chuyến đi ra ngoài lần này, mấy đứa nhóc thu hoạch được rất nhiều. Lúc này, Phụng Triều Ca đột nhiên nói, thiếu tông chủ, có phải kiếm tu cần có kiếm không? Kiếm. Diệp Huyên cười nhìn Phụng Triều Ca, đương nhiên rồi. Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay, một thanh kiếm bay đến trước mặt nàng ta, đây, tặng ngươi một thanh kiếm. Không thể không nói, nhà đầu này cũng khá gian trá đấy, nhưng hắn cũng không thấy khó chịu, vì hắn cũng là kiểu người như thế, ha ha. Nhìn thấy thanh kiếm trước mặt, Phụng Triều Ca không giấu được nỗi kích động, nàng ta vội nói cảm ơn thiếu tông chủ. Cảm ơn. Dù bây giờ khoa học kỹ thuật của Ngân Hà Tông rất phát triển, có thể chế tạo ra một vài thần vật, nhưng so với thần vật đứng đầu của vũ trụ này thì vẫn còn chênh lệch rất lớn. Ví dụ như thanh kiếm trong tay Diệp Huyên, Ngân Hà Tông bây giờ hoàn toàn không thể chế tạo ra được. Tiêu Huyền nhìn Phụng Triều Ca, trong mắt lộ vẻ hâm mộ. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía Tiêu Huyền, hắn cười nói, ông không thích hợp làm kiếm tu, nhưng ông thích hợp luyện thể. Ta có rất nhiều công pháp luyện thể, ông có muốn tu luyện không? Nghe vậy, Tiêu Huyền kích động nói, luyện, ta luyện. Diệp Huyên bật cười, hắn bấm ngón tay, một tia sáng bay vào giữa chân mày Tiêu Huyền. Một lát sau, Tiêu Huyền mở mắt ra, ông ta quỳ một chân xuống trước mặt Diệp Huyên, kích động nói, đa tạ thiếu tông chủ. Diệp Huyên cười đáp, chuyện nhỏ. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng chỉ tay. Tiêu Huyền được một lực lượng dịu dàng đỡ đứng dậy. Lúc này, đệ cửu chợt nói, ngươi có muốn theo chúng ta đến hệ Ngân Hà chơi không? Nghe thấy lời của đệ cửu, các học viên xung quanh đều mong chờ nhìn Diệp Huyên.
Hệ Ngân Hà. Diệp Huyên ngây người, sau đó hỏi, chính là nơi Tiểu Bạch và Nhị Nha từng đến chơi sao? Đệ Cửu gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lúc rồi cười đáp, ta không đi. Đệ Cửu tỏ vẻ khó hiểu, tại sao? Nơi đó khác với nơi này, rất vui đấy. Hơn nữa ngươi và tông chủ đều chưa từng đến hệ Ngân Hà, hai người là tông chủ và thiếu tông chủ, như thế rất khó xử. Diệp Huyên cười nói, sau này sẽ đi, bây giờ ta có một vài chuyện cần xử lý. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, các học viên đều hơi thất vọng. Đệ Cửu ngẫm nghĩ, sau đó cười nói, không ép buộc ngươi. Nhớ kỹ, sau này có cơ hội nhất định phải đến hệ Ngân Hà chơi. Diệp Huyên đáp, được, dứt lời, hắn xoay người nhìn về phía xa, hệ Ngân Hà ở nơi đó, đúng không? Đệ Cửu gật đầu, đúng. Diệp Huyên chợt rút kiếm chém một phát. Xoẹt. Thời không trước mặt hắn lập tức rách ra một lỗ hổng lớn. Diệp Huyên cười nói, mọi người đi vào từ nơi này có thể tiến hành bước nhảy thời không, không lâu sau đó sẽ có thể đến được hệ Ngân Hà. Đừng sợ nguy hiểm, có kiếm quang của ta bảo vệ, dòng chảy thời không sẽ không uy hiếp đến mọi người. Nhưng mọi người không được đi lung tung, để tránh tiến vào vực sâu thời không. Đệ Cửu cười nói, đa tạ. Diệp Huyên xoay người nhìn các học viên, các vị, gặp lại sau. Các học viên vội vàng thi lễ. Diệp Huyên đang định rời đi thì Phụng Triều Ca nói, thiếu tông chủ, có phải trong vũ trụ rộng lớn này, kiếm đạo của ngài là lợi hại nhất không? Diệp Huyên chớp mắt, ngươi đoán xem. Phụng Triều Ca nghiêm túc nói, ta cảm thấy ngài là vô địch. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, ta cũng cảm thấy thế. Ha ha. Dứt lời, hắn ngự kiếm, nhanh chóng biến mất ở cuối tinh hà. Diệp Huyên rời đi, mọi người đều trở nên ủ rũ. Lúc này, một học viên chợt run rẩy nói, trời ạ, mọi người nhìn xem thiếu tông chủ cho chúng ta cái gì đây. Mọi người vội vàng mở nhẫn chứa đồ ra, trong nhẫn chứa đồ là rất nhiều thiên cực tinh, trong mỗi chiếc nhẫn đều có khoảng mấy chục nghìn viên. Ở hệ Ngân Hà, linh thạch rất quý giá, vì dù Tiểu Bạch đã thay đổi hoàn cảnh nơi đó, nhưng chưa lâu, cho nên linh thạch vẫn còn rất hiếm có, phải biết rằng linh thạch được ngưng tụ từ linh khí, mà thứ này cũng cần có thời gian. Vậy mà Diệp Huyên lại đưa cho họ những thứ này, đây rõ ràng cũng không phải linh thạch bình thường. Sự tinh thuần của nó hoàn toàn vượt khỏi nhận thức của bọn họ. Tất cả mọi người đều không khỏi kích động. Đã đến lúc thay đổi số phận rồi. Phụng Triều Ca nhìn nhẫn chứa đồ trong tay, một lúc lâu không nói nên lời. Mãi sau đó, nàng ta mới nhếch môi, kiếm tu đứng đầu hệ Ngân Hà. Lúc này, Đệ Cửu đột nhiên nhíu mày. Một khắc sau, nàng ta xa sầm mặt, mọi người, chúng ta phải lập tức trở về hệ Ngân Hà. Tiêu Huyền nhìn Đệ Cửu, sao thế? Đệ Cửu trầm giọng nói, hệ Ngân Hà gặp chuyện, đi thôi. Dứt lời, mọi người vội vàng trở về tinh hạm, một khắc sau, tinh hạm tiến vào khe hở không gian, khe hở nhanh chóng khép lại. Sau khi chia tay với mấy người nhóm Đệ Cửu, Diệp Huyên đi thẳng tới vũ trụ Cửu Duy. Bất tử đế tộc. Đương nhiên hắn sẽ không quên gia tộc này, lúc trước, bất tử đế tộc đã vì hắn mà suýt bị tiêu diệt toàn tộc. Bất tử giới. Lúc này, bất tử đế tộc đã trở thành thế lực mạnh nhất ở vũ trụ Cửu Duy, những thế lực đối nghịch lúc trước đều đã bị bất tử đế tộc thôn tín, vì thế, thế lực của bất tử đế tộc mở rộng vô cùng nhanh. Ở vũ trụ Cửu Duy bây giờ, bất tử đế tộc chính là một tồn tại vô địch. Dù là thiên đạo của vũ trụ Cửu Duy cũng không dám gây chuyện với bất tử đế tộc. Khi Diệp Huyên tiến vào bất tử giới, một ông lão áo đen đột nhiên xuất hiện, ông lão nhìn Diệp Huyên, các hạ là. Nghe vậy, Diệp Huyên thoáng sửng sốt, sau đó hỏi, các người không biết ta ư? Lúc này, hắn hơi ngơ ngác. Người của vũ trụ ngũ Duy không nhận ra hắn còn có thể hiểu được, nhưng người của bất tử đế tộc cũng không nhận ra hắn thì hơi khó nói. Ông lão áo đen nhìn Diệp Huyên, hơi nhíu mày, đúng là trông khá quen. Diệp Huyên. Lúc này, ông lão áo đen cẩn thận quan sát Diệp Huyên một lúc, sau đó, ông ta do dự nói, cậu có thể nhắc một chút không? Diệp Huyên cạn lời, lập tức điều động huyết mạch bất tử đế tộc trong người. Thấy cảnh này, ông lão áo đen sửng sốt, cậu. Diệp Huyên cười hỏi, đã nhận ra ta chưa?
Ông lão áo đen trầm giọng nói, trên người cậu có huyết mạch của bất tử đế tộc, điều này chứng minh cậu là người của bất tử đế tộc ta, nhưng lão phu chưa từng gặp cậu, nói cách khác. Nói đến đây, ông ta nhìn Diệp Huyên, nói cách khác, cậu là con riêng. Cậu là con riêng của ai? Nghe vậy, nét mặt Diệp Huyên cứng đờ, suýt ngất xỉu. Con riêng. Diệp Huyên thật sự suýt ngất xỉu tại chỗ. Lúc này, một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện, nhìn thấy cô gái, sắc mặt ông lão thay đổi, ông ta vội cung kính hành lễ tộc trưởng. Tộc trưởng. Người đến chính là tộc trưởng Đông Lý Tịnh của bất tử đế tộc. Đông Lý Tịnh nhìn Diệp Huyên, đến đây lúc nào đấy? Diệp Huyên cười đáp, vừa đến. Đông Lý Tịnh gật đầu, đến một nơi khác nói chuyện đi. Nói xong, bà xoay người rời đi, nhưng đi chưa được mấy bước, bà chợt nhìn về phía ông lão kia, ông không biết hắn là ai à? Ông lão ngạc nhiên, tộc trưởng, hắn là, Đông Lý Tịnh nói, thiếu tộc trưởng. Dứt lời, bà đi về phía xa, thiếu tộc trưởng, ông lão hoàn toàn sững sờ. Thiếu tộc trưởng Diệp Huyên. Một người khác họ duy nhất trong bất tử đế tộc, hơn nữa còn là thiếu tộc trưởng khác họ duy nhất từ trước đến giờ. Đương nhiên ông ta biết Diệp Huyên, có điều ông ta chưa từng gặp Diệp Huyên, lúc Diệp Huyên dẫn theo bất tử đế tộc chống lại kẻ thù, ông ta chỉ là một tiểu lâu la, khi đó, ông ta còn chưa có tư cách tiếp cận Diệp Huyên, dù ông ta từng gặp Diệp Huyên một hai lần, nhưng cũng không quen thuộc với hắn, hơn nữa, Diệp Huyên đã rời đi mấy trăm năm rồi. Diệp Huyên nhìn ông lão, hơi khó chịu, hắn cũng không nhiều lời nữa mà rời đi theo Đông Lý Tịnh. Một lát sau, ông lão chợt run rẩy nói, về rồi. Thiếu tộc trưởng về rồi. Chẳng mấy chốc, toàn bộ bất tử đế tộc đều biết tin Diệp Huyên đã trở về. Trong bất tử điện, nơi này tập trung rất nhiều trưởng lão của bất tử đế tộc, mấy người quen của Diệp Huyên như Đông Lý Chiến và Đông Lý Ngạo cũng có mặt. Mọi người đều nhìn chằm chằm Diệp Huyên, khiến hắn cảm thấy hơi lúng túng. Đông Lý Tịnh cất lời, người đã đi đến đâu rồi? Diệp Huyên cười đáp, đạo lâm giới. Đông Lý Tịnh nhìn hắn, đạo lâm giới. Diệp Huyên gật đầu, đó là một nơi cách nơi này rất xa. Đông Lý Tịnh im lặng một lát rồi nói, có ở lại đây lâu không? Diệp Huyên cười đáp, lần này đến đây, một là để thăm mọi người, hai là tặng chút lễ vật cho các tộc nhân. Lễ vật. Nghe thấy lời này, mọi người đều bật cười. Không phải vì lễ vật. Mà là vì mấy chữ các tộc nhân kia. Đông Lý Tịnh nhìn Diệp Huyên, gật đầu, lễ vật gì cũng đều không quan trọng, thường xuyên về thăm mọi người là được. Lúc này, Diệp Huyên mở lòng bàn tay, mấy chục chiếc nhẫn chứa đổ bay đến trước mặt mọi người, khi nhìn thấy những thiên cực tinh bên trong nhẫn chứa đổ, tất cả mọi người đều trở nên mất bình tĩnh. Trong mỗi một chiếc nhẫn chứa đổ đều có khoảng 10 triệu viên thiên cực tinh. Trong nhẫn chứa đồ của Đông Lý Tịnh là hơn 100 triệu. Dù bất tử đế tộc rất giàu có, dù gì cũng trông coi nhiều thế giới như thế, nhưng thiên cực tinh này cũng không phải linh thạch bình thường, thần vật thế này, một nơi như vũ trụ cửu duy hoàn toàn không thể có được. Đông Lý Tịnh hơi mất bình tĩnh. Trực giác nói với bà rằng thực lực tổng thể của bất tử đế tộc sẽ xảy ra thay đổi long trời lở đất. Đông Lý Tịnh nhìn Diệp Huyên. Lễ vật gì đó, sau này trở về thăm mọi người nhiều một chút, mang theo chút quà cũng được. Diệp Huyên, mọi người trong điện đều hưng phấn không thôi. Những tài nguyên tu luyện này đủ để thay đổi số phận của bọn họ. Lúc này, Diệp Huyên lại nói, ta vẫn còn một vài thứ, có lẽ sẽ giúp ích cho mọi người. Dứt lời, hắn búng tay, mấy chục tia sáng trắng bay vào giữa chân mày của mọi người. Truyền thừa. Trong đó có một vài truyền thừa tu luyện trước giờ của hắn, những truyền thừa này đủ để mọi người tu luyện tới vô tâm cảnh. Còn mấy người Đông Lý Tịnh và Đông Lý Chiến, Diệp Huyên thẳng thừng cho họ truyền thừa để tu luyện đến vô đạo cảnh. Vô đạo cảnh. Nhưng dù có sự giúp của Diệp Huyên, mấy người nhóm Đông Lý Tịnh muốn đạt tới vô đạo cảnh cũng không phải dễ dàng. Phải biết rằng, mấy người nhóm Trung Sơn Vương cũng phải mất ít nhất mấy chục triệu năm mới đạt tới vô đạo cảnh. Mấy người nhóm Đông Lý Tịnh muốn đạt tới vô đạo cảnh là rất khó, nhưng ít nhất cũng có hy vọng. Một lát sau, trong điện chỉ còn lại Diệp Huyên và Đông Lý Tịnh. Đông Lý Tịnh nhẹ giọng nói, đi dạo với ta. Nói xong, bà đi ra ngoài.
Diệp Huyên vội vàng đi theo, hắn đi theo sau lưng Đông Lý Tịnh, hắn vẫn rất kính trọng bà. Hai người đi ra ngoài điện, lúc này, bên ngoài đã tập trung vô số người của bất tử đế tộc. Phải biết rằng, đến tận bây giờ, bất tử đế tộc vẫn không có thế tử và thiếu tộc trưởng khác. Đó là vì Diệp Huyên. Dù Diệp Huyên đã rời đi mấy trăm năm, nhưng hắn vẫn là thiếu tộc trưởng của bất tử đế tộc. Lúc đầu, những người trẻ tuổi của bất tử đế tộc đều thấy khâm phục Diệp Huyên, vì Diệp Huyên chính là người đứng đầu trong thế hệ trẻ của bất tử đế tộc. Nhưng khi nhóm người đó lớn lên, trong bất tử đế tộc lại ngày càng xuất hiện nhiều người trẻ tuổi hơn. Rất nhiều người bắt đầu khâm phục. Vì sao một người ngoài lại luôn độc chiếm vị trí thiếu tộc trưởng? Lúc này, một người đàn ông xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và Đông Lý Tịnh, người đàn ông cúi chào Đông Lý Tịnh, tộc trưởng. Đông Lý Tịnh gật đầu, bà nhìn về phía Diệp Huyên, Đông Lý Viêm, bây giờ là người trẻ tuổi mạnh nhất của bất tử đế tộc ta. Diệp Huyên đang định đáp lời thì Đông Lý Viêm chợt nói, ta muốn khiêu chiến ngươi. Khiêu chiến ngươi? Rất thẳng thắn. Diệp Huyên cười hỏi Đông Lý Viêm, tại sao? Đông Lý Viêm cười đáp, ngươi giữ vị trí thiếu tộc trưởng mấy trăm năm rồi. Ta cảm thấy không phục. Nghe vậy, Diệp Huyên đã hiểu ra. Hắn ta muốn giành vị trí thiếu tộc trưởng. Diệp Huyên nhìn Đông Lý Tịnh, bà không nói gì. Diệp Huyên ngẫm nghĩ. Sau đó cười nói, không phục thì đánh nhau đi. Nghe vậy, Đông Lý Tịnh nở nụ cười. Thật ra bà rất để ý thái độ của Diệp Huyên, Diệp Huyên có thừa nhận hắn là người của bất tử đế tộc không? Rõ ràng Diệp Huyên vẫn luôn coi bản thân là người của bất tử đế tộc. Có suy nghĩ đó là đủ rồi. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, tộc nhân xung quanh trở nên xôn xao. Chiến! Vô số tộc nhân hét to. Thứ mà bất tử đế tộc không thiếu nhất chính là khí phách và nhiệt huyết. Đông Lý Viêm ở đối diện Diệp Huyên cười nói, đổi sang một nơi khác được không? Diệp Huyên từ chối, không cần. Ngươi đỡ một kiếm của ta, nếu đỡ được, vị trí thiếu tộc trưởng sẽ là của ngươi. Nghe vậy, Đông Lý Viêm híp mắt, tự tin là tốt, nhưng nếu là tự cao? Diệp Huyên cười to, ta xuất kiếm đây. Đông Lý Viêm nhìn Diệp Huyên, ta chuẩn bị xong rồi. Xoẹt. Đông Lý Viêm vừa dứt lời, một thanh kiếm đã chĩa thẳng vào mi tâm của hắn ta, kiếm đâm vào nửa tấc, một giọt máu tươi chậm rãi tràn ra từ mũi kiếm, sau đó chảy xuống sống mũi của hắn ta. Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Đánh bại rồi. Cứ thế đánh bại luôn sao? Trong mắt Đông Lý Viêm đầy vẻ mờ mịt, tựa như mất đi linh hồn. Hắn ta chưa từng khinh thường Diệp Huyên, vì dù chưa từng gặp Diệp Huyên. Nhưng hắn ta cũng từng nghe nói đến truyền thuyết của Diệp Huyên. Hắn ta biết Diệp Huyên rất mạnh, hắn ta đã chuẩn bị cả đại chiêu rồi, nhưng hắn không ngờ Diệp Huyên này lại mạnh như thế. Diệp Huyên quay đầu nhìn Đông Lý Tịnh, cười nói, tộc trưởng, chúng ta đi thôi. Đông Lý Tịnh gật đầu, sau đó đi về phía xa. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm thanh huyên quay về trong tay hắn, hắn cùng Đông Lý Tịnh đi về phía xa. Lúc này, Đông Lý Viêm chợt nói, ta phục rồi. Diệp Huyên bật cười, hắn mở lòng bàn tay, một tia kiếm quang bay lên, sau đó rơi thẳng xuống quảng trường. Mọi người tỏ vẻ khó hiểu. Lúc này, giọng nói của Diệp Huyên vang lên từ phía xa, bắt đầu từ hôm nay, người nào phá vỡ được tia kiếm quang này của ta, người đó sẽ là thiếu tộc trưởng đời tiếp theo của bất tử đế tộc. Mọi người, bắt đầu từ đó. Tia kiếm quang này của Diệp Huyên tồn tại ở quảng trường tận 30 triệu năm, 30 triệu năm qua, trong bất tử đế tộc không ai có thể phá vỡ được nó, vì Diệp Huyên càng mạnh, tia kiếm quang đó cũng sẽ càng mạnh, vì bên trong đó chứa đựng một tia ý chí kiếm đạo của hắn. Trong 30 triệu năm đó, bất tử đế tộc truyền qua rất nhiều đời tộc trưởng, nhưng thiếu tộc trưởng vĩnh viễn chỉ có một, đó chính là Diệp Huyên, vì không ai có thể phá vỡ tia kiếm quang Diệp Huyên để lại. Tia kiếm quang này khiến vô số thiên tài yêu nghiệt của bất tử đế tộc thấy tuyệt vọng. Mãi đến một ngày sau 30 triệu năm, có một thiếu niên đi tới bất tử đế tộc. Diệp Huyên và Đông Lý Tịnh đi tới một vườn hoa, Đông Lý Tịnh nhẹ giọng nói, bây giờ ngươi quá mạnh, mạnh đến mức toàn bộ bất tử đế tộc cộng lại cũng không mạnh bằng ngươi. Bây giờ, bà đã không nhìn thấu được Diệp Huyên nữa rồi. Sau khi đi ra ngoài, Diệp Huyên thật sự phát triển quá nhanh.
Diệp Huyên cười nói, cho dù sau này ta phát triển đến mức nào, ta vẫn sẽ là một thành viên của bất tử đế tộc. Đông Lý Tịnh nhìn Diệp Huyên, khẽ mỉm cười, nơi này mãi mãi là nhà của ngươi. Diệp Huyên cười đáp, ta biết. Đông Lý Tịnh im lặng một lát rồi hỏi, mẫu thân của ngươi thế nào? Mẫu thân. Diệp Huyên im lặng. Đông Lý Nam. Một lát sau, hắn nói, bà ấy đi với phụ thân rồi. Ta cũng không biết bây giờ phụ thân đang ở đâu, ta vẫn luôn đuổi theo nhịp bước của ông ấy và Thanh Nhi, nhưng ta không biết mình có thể đuổi kịp họ hay không. Đông Lý Tịnh nói, chắc chắn là có thể. Diệp Huyên hơi khó hiểu, tại sao? Đông Lý Tịnh nhìn Diệp Huyên, vì bọn họ vẫn luôn đợi ngươi. Diệp Huyên. Hai người tiếp tục tiến về phía trước. Một lát sau, Đông Lý Tịnh dừng bước, bà nhẹ giọng nói, đi đi. Diệp Huyên nhìn Đông Lý Tịnh, bà cười nói, trở về thăm mọi người thường xuyên nhé. Diệp Huyên cười, đương nhiên rồi, tộc trưởng, người bảo trọng. Dứt lời, hắn nhảy lên, biến thành một tia kiếm quan biến mất ở cuối chân trời. Sau khi Diệp Huyên rời đi, Đông Lý Chiến xuất hiện bên cạnh Đông Lý Tịnh, ông ta nhìn lên chân trời, đi rồi à? Đông Lý Tịnh gật đầu, Đông Lý Chiến trầm giọng nói, những tinh thạch hắn để lại. Rất quý giá, Đông Lý Tịnh cười hỏi, quý giá đến mức nào? Đông Lý Chiến thoáng do dự, sau đó nói, có thể thay đổi số phận của tất cả chúng ta. Đông Lý Tịnh im lặng. Đông Lý Chiến nhẹ giọng nói, tiểu tử Đông Lý Viêm kia bị đả kích rồi. Không chỉ hắn mà mấy tiểu tử khác cũng thế. Đông Lý Tịnh cười nói, đây không phải chuyện xấu. Đông Lý Chiến cười to. Đúng thế. Những người trẻ tuổi của bất tử đế tộc không có khắc tinh ở vũ trụ cửu duy, lần này bị đả kích một chút cũng không phải chuyện xấu. Đông Lý Tịnh nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói, thiếu niên, mong ngươi mọi chuyện bình yên. Trước một căn nhà nhỏ bên hồ. Mưa rơi lất phất, hạt mưa rơi xuống mặt hồ, không tạo ra tiếng động, nhưng vẫn khiến mặt hồ dao động. Cách ven hồ không xa có một căn nhà trúc, trước nhà trúc có một cô gái đang nằm. Cô gái mặc một bộ váy đỏ, trong tay cầm một quyển cổ tịch, đang đọc rất chăm chú. Lúc này, cô gái đột nhiên buông cổ tịch xuống, nàng ta nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó có một người đàn ông chậm rãi bước tới. Nhìn thấy người đàn ông, cô gái hơi ngẩn người. Người tới chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên đi tới trước mặt cô gái, cười nói, Tai Ách, đã lâu không gặp. Cô gái trước mặt chính là pháp tắc Tai Ách từng khiến hắn chịu khổ không ít. Tai Ách nhìn Diệp Huyên, ta còn tưởng ngươi đã chết rồi đấy. Diệp Huyên cười nói, sao có thể? Dứt lời, hắn nhìn xung quanh, sau đó hỏi, chỉ có cô thôi à? Tai Ách gật đầu, những người khác đều ra ngoài rồi. Diệp Huyên hỏi, đi đâu? Tai Ách nhún vai, đi dạo khắp nơi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ. Sau đó nói, đạo nhất có từng về đây không? Tai Ách lắc đầu, không, chúng ta chưa từng gặp lại nàng. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó, hắn lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ đặt xuống trước mặt Tai Ách, sau đó xoay người rời đi. Tai Ách nhìn nhẫn chứa đồ, sau đó nói, đợi đã. Diệp Huyên xoay người nhìn Tai Ách, cười nói, sao vậy? Tai Ách im lặng một lát rồi nói, ngươi. Nói đến đây. Nàng ta thoáng khựng lại, sau đó mới tiếp tục, ngươi đi đi. Diệp Huyên. Tai Ách nhìn Diệp Huyên, Tiểu Đao và Tiểu Ách ở Thiên Đô Thành. Mục Tiểu Đao. Tiểu Ách. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, cảm ơn. Dứt lời, hắn ta lập tức biến mất. Tai Ách nhìn nhẫn chứa đồ trước mặt, mãi không nói một lời. Thiên Đô Thành. Diệp Huyên đi tới Thiên Đô Thành, hắn nhìn một vòng nơi này. Một khắc sau, hắn cau mày. Vì hắn không cảm nhận được Mục Tiểu Đao và Tiểu Ách. Chẳng lẽ hai người rời đi rồi sao? Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó thi triển thần thức. Một khắc sau, thần thức của hắn như một tấm lưới rơi xuống. Trong nháy mắt, phạm vi mấy chục triệu dặm xung quanh đều bị thần thức của hắn bao phủ. Sau đó, Diệp Huyên hơi nhếch môi, lập tức biến mất khỏi vị trí vừa đứng. Ở một nơi nào đó, Mục Tiểu Đao và Tiểu Ách lưng tựa lưng, xung quanh hai người là mấy chục cường giả người dị duy. Người dị duy. Đó là tộc nhân trước đây của đạo nhất, năm đó vì Diệp Huyên,
người dị duy không thể nào xâm lấn vào vũ trụ này, nhưng thù hận giữa bọn họ và mấy người nhóm tai ách vẫn chưa được hóa giải. Một khi gặp nhau, chắc chắn hai bên sẽ giao chiến. Mục tiểu đao nhìn những người dị duy kia, mẹ kiếp, không ngờ lại gặp đám người phiền phức này. Tiểu ách lạnh nhạt đáp, gặp thì gặp thôi, có gì phải sợ chứ? Mục tiểu đao trầm giọng nói, người đánh mấy người? Tiểu ách vừa định trả lời thì một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Người tới chính là Diệp Huyên. Thấy Diệp Huyên, hai cô gái đều sửng sốt. Diệp Huyên chớp mắt, không nhận ra ta à? Mẹ ơi! Mục tiểu đao ngạc nhiên nhìn Diệp Huyên, ngươi vẫn chưa chết à? Diệp Huyên lập tức đen mặt. Lúc này, mục tiểu đao đi tới trước mặt Diệp Huyên, nàng ta vỗ nhẹ lên mặt hắn, sau đó nói, đúng là người sống này. Diệp Huyên, mục tiểu đao quan sát hắn một lúc, sau đó hỏi, sao ngươi lại đến đây? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 178.